Thì cái buổi học hôm qua thì mình nghiên cứu cái phần phân phối chuẩn đó anh chị. Coi hình như nó tới trang 49 thì mình tiếp tục nói về cái luật phân phối. Thì cái bài những cái ví dụ về cái luật phân phối siêu bội rồi phân phối bó xong rồi mình nghiên cứu xong ha. Thì cái luật phân phối chuẩn là mình sẽ xem cái đây là các cái công thức tính phân phối chuẩn tắc này, tính xác suất của phân phối chuẩn tắc. Thì hôm qua là mình có nghiên cứu tới cái ví dụ 3.11 này rồi. Cái tính bấm máy ra thì tính. Ở trong cái phân phối chuẩn này nó có một cái quy tắc gọi là quy tắc 3 sigma các anh chị. Thì cái quy tắc 3 sigma nó phát biểu như sau, tức là cái xác suất để mà cái giá trị của biến ngẫu nhiên x có phân phối chuẩn đó, cái giá trị của nó nhỏ, nó sai khác so với cái kỳ vọng không quá 3 sigma, không quá 3 sigma, thì cái xác suất này nó gần bằng 1. Thì điều này nó thể hiện ở chỗ chỗ này các anh chị. Tức là mình tưởng tượng là cái giá trị của biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn đó, là nó sẽ rơi lên một cái trục số như thế này, trục số như thế này nè, giá trị của nó. Thì cái chỗ này nó chính là cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. Chẳng hạn như khi mình nói x là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn và x là chỉ chiều cao của thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, thì cái mi này nó chính là chiều cao trung bình đó. Từ cái chiều từ từ cái mi này mình lấy ra một cái khoảng 3 sigma, là mi cộng sigma, mi 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 cộng 2 sigma. Chỗ này là từ đây qua đây, đo qua đây là 2 sigma, đây qua đây là 3 sigma ha, 3 sigma. Từ đây đo bên trái 3 sigma, 3 sigma này trừ 3 sigma này, đo qua đây trừ 3 sigma không, cái này cũng 3 sigma này. Như vậy thì chỗ này cái điểm này nó chính là mi trừ 3 sigma, còn chỗ này nó chính là mi cộng 3 sigma. Thì người ta thấy là hầu như chắc chắn là cái giá trị của biến ngẫu nhiên x là nó sẽ rơi vào trong cái khoảng là từ từ mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma. Tức là cái xác suất để mà biến ngẫu nhiên x nó nhận giá trị trong cái khoảng này gần bằng 1. Gần bằng 1 thì cái quy tắc này nó gọi là quy tắc 3 sigma. Đó, bây giờ mình xét cái ví dụ 3.12. Thì để sản xuất một sản phẩm loại A, thời gian để sản xuất một sản phẩm loại A là một cái biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với tham số mi bằng 10 và sigma bằng 1. Câu A yêu cầu là tính xác suất để một sản phẩm loại A nào đó được sản xuất trong khoảng thời gian từ 9 đến 10, 12 phút. Và tính thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm. Thời gian cần thiết đó chính là cái khoảng 3 sigma đó, mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma. Thì về này thì biến ngẫu nhiên x là thời gian sản xuất một sản phẩm loại A bất kỳ. Thì x này nó có phân phối chuẩn mi sigma bình phương, ở đây mi bằng 10 và sigma bình phương bằng 1 luôn ha. Thì sigma bằng 1 thì sigma bình phương cũng bằng 1. Thì bây giờ mà câu A là mình sẽ tính cái xác suất này, câu A chỗ này là câu A này. Câu A thì xác suất phải tính là mình sẽ tính bằng xác suất x lớn hơn 9 nhỏ 12, x lớn 9 nhỏ 12. Thì anh chị nhớ là chỗ phân phối chuẩn thì mình sẽ nhớ mấy cái công thức này nè.
này là trường hợp, nếu mà trường hợp ít mà nó có phân phối chuẩn không một thì cái xác suất ít lớn a nhỏ b này nó sẽ bằng là phi của b trừ mi chia sigma, trừ cho phi của a trừ mi chia sigma. Thì cái hàm phi này đó là mình tra ở cái bảng số 1 ở trong cái tài liệu của mình. Đây là cái bảng số 1 nè, số 1 hàm phi nè. Hàm phi này thì cái cấu trúc của nó là cái giá trị của x là nó là 0, nó từ 0,00 đến 3,99. Giá trị nó bằng đến 3,99 không? Cái giá trị của x từ 0,00 đến 3,99, và mình muốn, ví dụ như mình muốn tính cái phi của cái số dương á, thì mình sẽ lấy 1 trừ cho phi của x thì bằng 1 trừ phi x không? Thì mình nhớ là phi của trừ x thì bằng 1 trừ phi x. Thì từ cái công thức này mình sẽ tính được cái phi của số âm đó. Đồng thời nếu như ở trong cái bảng này đó thì mình thấy nếu mà cái giá trị của x mà nó lớn hơn 4 đó, thì cái phi của nó sẽ bằng 1, và nhỏ hơn trừ 4 thì phi nó bằng 0. Thì bây giờ mình đảo là cái bài này, đó là cái bài số 12 nè. 12 mình tính xác suất để x nó lớn hơn 9 nhỏ 12 đúng không? Thì ở đây mình áp dụng cái công thức này. Đây là phi của cái điểm B ở sau này là mình trừ mi chia sigma nè. Rồi trừ cho phi của cái điểm A này trừ mi chia sigma. Bây giờ mình thấy số vô thì mình tính được cái phi. Thì ở đây mình thấy là 10, B nó bằng 12 đúng không? B bằng 12. Mi nó là 10. Mi là 10. Sigma là 1. Vậy là chỗ này tính ra là phi của 2. Chỗ này là phi của trừ 1. Đó. Mà phi của trừ 1 á, thì nó bằng 1 trừ phi 1. Đó. Chỗ này là phi của trừ 1 này nè. Thì nó bằng 1 trừ phi 1. Mà trước có dấu trừ thì trong đổi dấu. Thì đây là vẫn còn là phi 2 cộng phi 1 trừ 1. Bây giờ mình mới cái tra bảng thì với cái phi 2 đó. Phi 2 là mình coi chỗ nào nó có số 2. Phi 2 là chỗ này. Không? Thì phi 2 là giá trị của nó là 0,9772. Cái bảng này cái bảng số 1 nè. Thì phi 2 bằng 0,9772. Còn phi 1 là 0,8413 đúng không? Thì ở đây là 0,9772 cộng 0,8413 rồi tất cả mình trừ 1. Thì nó ra bằng 0,88118. Mình bấm máy tính thôi. Thì 8185 như này nó dư con số. Đây là 0,8185. Máy tính mình bấm gần. Bây giờ mình áp dụng quy tắc 3 sigma thì hầu như chắc chắn là x nó sẽ nhận giá trị trong khoảng là mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma. Thì ở đây mi của mình bằng 10, sigma bằng 1. Đó, thì hầu như chắc chắn là x nhận giá trị trong khoảng là từ 7 đến 13. Tức là mình có thể nói là thời gian cần thiết để mà sản xuất ra một cái sản phẩm bất kỳ là từ 7 đến 13 phút. Thì đối với cái phân phối chuẩn, chỗ này là cô B anh chị, cái này cô B. Thì đối với cái phân phối chuẩn thì nó có một cái định nghĩa gọi là định nghĩa giá trị bách phân vị.
và giá trị tới hạn phân phối chuẩn. Thì cấu tạo của cái giá trị tới hạn nó như thế này các anh chị. Thì đối với cái phân phối chuẩn đó, thì cái hàm mật độ nó sẽ đối xứng như thế này. Mật độ nó sẽ đối xứng như thế này. Cái này là trục tung ha. Tung là trục OI nè. Trục OX lên đây nè. OX nè. Thì bây giờ đó thì do cái tính chất của cái hàm phân phối á, thì đây là hàm mật độ của phân phối chuẩn tắc nè. Thì ở đây là mình biến ngẫu nhiên Z là tuân theo luận phối chuẩn tắc 0,1. Thì bây giờ là cái ở chỗ này mình đặt là Z alpha. Thì chúng ta có tính chất là phân phối xác suất để mà Z nó nhận giá trị lớn hơn cái Z alpha này là nó sẽ bằng alpha. Thì cái Z alpha này nó gọi là cái giá trị tới hạn mức alpha. Mức alpha. À, giá trị tới hạn mức alpha. Có nghĩa là nguyên cái miền này nó có diện tích bằng alpha này. Diện tích bằng alpha. À, còn cái phần còn lại nó diện tích nó bằng 1 trừ alpha. Còn cái quy tắc 3 sigma tôi nói lại là như thế này. À, thì biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn như thế này. À, thì cái hàm mật độ nó là thế này, đúng không? Thì nguyên cái miền này cái diện tích nó bằng 1. Thì cái chỗ này là mi trừ 3 sigma. À, xin lỗi, mi cộng 3 sigma. Cái chỗ này là mi trừ 3 sigma. À, chỗ này là mi nè. Chỗ này mi là cái mức trung bình đó, cái giá trị trung bình đó. Vậy thì hai cái phần này cộng lại thì có diện tích là gần bằng không, còn chính giữa này thì nó có diện tích ít gần bằng một. Thì vậy thì mình thấy là cái giá trị là mi cộng 3 sigma nó tương ứng với một cái z alpha trong cái phân phối chuẩn tắc, mà cái alpha nó khá nhỏ. Thì đó là định nghĩa cái giá trị tới hạn phân phối chuẩn. Và giá trị tới hạn phân phối chuẩn thì mình có thể tra ở chỗ cái bảng số 4 ở chỗ này. Đây là cái bảng số 3. Đây là giá trị tới hạn phân phối chuẩn nè. Ví dụ như người ta cho mình alpha là 5% là 0,05 thì cái Z alpha nó là 1,6449 không? 0,05 là Z alpha nó là 1,6449. À, tức là mình sẽ coi cái chỉ số ở dưới cái chữ Z này nè, cái chỉ số dưới của chữ Z này, nếu mà nó 0,05 thì cái Z đó nó bằng là 1,6449. Còn Z alpha chia 2, Z alpha chia 2 tức là cái chỉ số dưới chữ Z là 0,05025 á. 0,025 thì mình sẽ tra chỗ này. Đấy là 1,96. Thì cái này là cái bảng giá trị tới hạn. Thì khi thi đó là mình được sử dụng hai cái bảng này, cái bảng giá trị tới hạn, mấy cái bảng này mình được sử dụng hết. Thì có khả năng là hôm nay mình thi tự luận có camera giám sát hay cái gì. Có phải không chúng ta? Chúng ta thi phải như thế không? Thì tập trung. Chưa biết nữa thầy ơi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì có một số luật phân phối khác thì mình tham khảo thêm gì nữa. Thì các luật phân phối khác như phân phối Khiên Phương, phân phối Student nè. Thì cái phân phối Student thì nó giống phân phối chuẩn. Rồi phân phối Fisher, đây là một số luật phân phối. À, tôi sẽ nói trước tiếp về cái phần chương 4 đó là lý thuyết mẫu và ước lượng tham số. Thì cái này trong khi mà dạy chính quy thì tôi chia ra làm chương 4 với chương 5. Thì chỗ này tôi gộp lại thành là chương 4 là lý thuyết mẫu và ước lượng luôn. Thì cái mẫu và tổng thể này kia đó thì mình có thể xem ở trong tài liệu.
cái này thì bây giờ cái lấy mẫu của mình nó như thế này. Bây giờ ví dụ như mình muốn khảo sát về chiều cao của cây công nghiệp đi, chiều cao của cây công nghiệp thì bây giờ đó thì mình khi mà mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của một cái cây công nghiệp bất kỳ, không? Thì cái x này nó gọi là dấu hiệu nghiên cứu trên tổng thể. Cái tổng thể của mình đó là tất cả các cái cây công nghiệp trên nông trường đi, không? Thì cái x này được gọi là cái dấu hiệu nghiên cứu trên tổng thể nè. Đó, thì và thường là mình sẽ gọi tắt cái dấu hiệu x này là tổng thể luôn. Đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn lấy muốn cái điều tra về cái x này, tức là mình muốn biết coi cái kỳ vọng của x hay là cái kỳ vọng của x nó còn gọi là cái chiều cao trung bình đó. Trong trường hợp này là chiều cao trung bình của tất cả các cây công nghiệp này thì nó gọi là kỳ vọng của x, nó còn gọi là trung bình tổng thể, không? Thì bây giờ mình muốn điều tra về x thì mình sẽ lấy một cái bộ n biến ngẫu nhiên giống x nè. Đấy, thì cái bộ này nó gọi là một mẫu lý thuyết kích thước n và đặc trưng x. Thì bây giờ từ cái mẫu lý thuyết này đó thì khi mà mình đo đạt thực tế thì mình sẽ được một cái bộ rồi mà n số như thế này, x1 nhỏ, x2 nhỏ đến xn nhỏ, thì cái bộ này nó gọi là một mẫu cụ thể. Thì khi mà mình có một cái mẫu lý thuyết này đó thì mình sẽ đem cái mẫu lý thuyết này ra, mình mẫu lý thuyết này thì nó là một một bộ gồm n cái biến ngẫu nhiên nó độc lập và nó cùng lực phân phối với x, không? Vậy thì khi mà mình lấy một cái mẫu lý thuyết như thế này thì bây giờ bằng cách là mình cộng trừ nhân chia, tức là mình sẽ lấy tất cả các biến ở trong cái mẫu này mình kết hợp lại thành một biến mới, thì cái biến mới này nó gọi là biến t đó, nó gọi là một thống kê, không? Thống kê thì mình hiểu ở đây là một cái thống kê này là thống kê theo nghĩa hẹp, còn thống kê theo nghĩa rộng là chỉ nguyên cái môn học này, phải không, nguyên một cái ngành học hoặc là một cái khoa học về xử lý dữ liệu gọi là môn thống kê. Còn cái này thì mình định nghĩa cái thống kê trong cái môn thống kê học nữa thì nó là một cái hàm mà nó kết hợp lên một cái mẫu lý thuyết. Thì có hai cái thống kê mà mình hay làm quen hay quen thuộc nhất đó, thì ở trong cái này đó là cái trung bình mẫu là cái này. Trung bình mẫu có nghĩa là mình ở đây đó là mình sẽ lấy n cái biến ngẫu nhiên trên mẫu này mình cộng lại rồi sau đó mình chia lại cho n đó, thì cái này nó gọi là trung bình mẫu và ký hiệu là x ngang. Còn một cái thống kê nữa là phương sai mẫu hiệu chỉnh, cái này nó gọi là phương sai mẫu hiệu chỉnh. Phương sai mẫu hiệu chỉnh tức là nó sẽ lấy từng cái biến xy này nó trừ cho cái trung bình mẫu rồi bình phương lên, rồi sau đó nó lấy tổng lại, nó cộng lại hết rồi chia cho n trừ 1. Thì mình lưu ý cái tổng này nó có n số hạng nhưng mà nó chỉ chia cho n trừ 1 chứ. Chia cho n trừ 1 chứ không phải chia cho n. Thì có những cái có cái phương sai mẫu là nó định nghĩa chỗ này chia cho n nữa. Nhưng mà người ta thấy nó không có tốt bằng cái phương sai này. Cho nên cái này nó gọi là phương sai mẫu hiệu chỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thống kê là căn bậc 2 của S bình phương này. Thì mình gọi là S thì nó gọi là độ lệch chuẩn mẫu. Thì với mẫu cụ thể thì mình sẽ tính được cái giá trị của các cái thống kê này. Nó lần lượt nó gọi là giá trị trung bình mẫu, rồi giá trị phương sai mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu. Còn trong trường hợp mà cái biến ngẫu nhiên mình khảo sát là cái biến mà nó có phân phối Bernoulli đó. Phân phối Bernoulli tức là nó là một cái phép thử Bernoulli mà mình đối với phép thử Bernoulli mà mình nếu mà nó thành công đó, thì mình ghi số 1, còn thất bại mình ghi số 0 đó. Thì cái biến ngẫu nhiên như thế nó gọi là biến ngẫu nhiên của phân phối Bernoulli. Thì lúc này cái B này nó gọi là tỷ lệ tổng thể. Tỷ lệ tổng thể.
Và khi đó thì mình khi đó cái trung bình mẫu mà ít trên cơ sở này thì nó là một cái một cái thống kê đó nó gọi là tỷ lệ mẫu và nó ký hiệu là B ngang, cái này kia ký hiệu B ngang. Thì còn mình có một số cái kết quả liên quan đến đến cái những cái thống kê này như sau. Thì giả sử như đây mình sẽ lấy mẫu đặc trưng nè, lấy mẫu đặc trưng X và mình tính được cái trung bình mẫu của nó. Thì nó có cái đặc trưng là trung bình mẫu này, cái kỳ vọng của nó ra đúng bằng cái trung bình tổng thể luôn. Không? Thì cái chỗ này là trong thống kê mình thường gọi nó là cái này là trung bình tổng thể. Này mình gọi là trung bình tổng thể. Rồi cái này nó chính là trung bình mẫu. Trung bình mẫu. Thì cái định lý này phát biểu nếu mà mình lấy cái kỳ vọng của trung bình mẫu thì nó ra đúng bằng trung bình tổng thể luôn. Tuy nhiên thì nếu mà mình lấy cái độ lệch chuẩn của trung bình mẫu thì nó sẽ bằng cái độ lệch chuẩn của tổng thể. Cái này được gọi là độ lệch chuẩn tổng thể. Và chia cho căn n. Vậy thì độ lệch chuẩn của trung bình mẫu nó sẽ bằng độ lệch chuẩn của tổng thể chia cho căn n. Một cái kết quả rất là phổ biến và quan trọng trong cái thống kê đó là định lý giới hạn trung tâm các anh chị. Định lý giới hạn trung tâm là nó phát biểu như thế này. Bây giờ nếu mà mình lấy một cái mẫu đặc trưng x và cái if này đó nó có kỳ vọng là mi và phương sai sigma bình và cái if này đó là mình chưa có biết cái luật phân phối xác suất của nó. Không? Hoặc là cái luật phân phối xác suất nó là luật phân phối bất kỳ. Đó. Thì khi đó thì khi mà mình lấy cái kích thước mẫu khá lớn lấy cái thước mẫu khá lớn thì cái biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của x ngang đó, tức là nó là x ngang trừ mi chia sigma nhân căn n nó sẽ có luật phân phối chuẩn giống như luật phân phối chuẩn 01, tức là nó có luật phân phối chuẩn 01. Tức là khi mà mình lấy n lớn hơn 30 nè thì cái xác suất này nó bằng phi x mà mình biết là phi x là hàm phân phối chuẩn tắc. Cái bảng lúc nãy bảng số 1 có giá trị nó chỗ bảng số 1. Đấy thì cái định lý này nó gọi là định lý giới hạn trung tâm. Và cái kết quả nó thường hay sử dụng là biến ngẫu nhiên Z này có luật phân phối chuẩn 01 nếu n khá lớn. Thì đó là một số cái kết quả. Ở đây nó có cái hệ quả 4.1 nữa nè. Kết quả này ha. Thì đối với cái này thì mình chỉ nhớ hai cái kết quả là định lý giới hạn trung tâm với hệ quả 4.1 này để mình vận dụng vô cái phần kiểm định giả thiết phía sau. Về cái phần trình bày dữ liệu thống kê, trình bày dữ liệu thống kê thì mình nhớ cái cách cái bản đồ tần số, bản đồ tần số nó giống như cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, nhưng mà đây là số lần xuất hiện của cái giá trị x một ở trên cái mẫu khảo sát. Đó. Và tổng tất cả các ni này cộng là bằng n, không? Đấy. Và mình sẽ lấy fi bằng ni chia n thì mình gọi là tần suất thì mình sẽ được cái bảng phân bố tần suất. Bảng phân bố tần suất này nó giống như cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Và ở đây mình có cái xác suất tích lũy tức là F1 lớn bằng F1 nhỏ, F2 lớn bằng F2 nhỏ cộng F1 nhỏ, vân vân. Đó, thì cái chỗ này đó thì nó gọi là bảng phân phối xác suất tích lũy. Thì mình có thể tham khảo xong thông qua cái ví dụ về cái số đơn đặt hàng trong một ngày của xí nghiệp. Thấy không? Số đơn đặt hàng một ngày của xí nghiệp. Thông qua cái ví dụ 4.2. Thì chỗ cái ví dụ 4.2 này đó thì cái này là số đơn đặt hàng của xí nghiệp nhận được trong mỗi ngày mà ở này người ta thống kê theo dõi trong 25 ngày thì mình được cái bảng số liệu dữ liệu thô như sau. Thì ở đây là ngày thứ nhất nè, có một đơn đặt hàng. Ngày thứ hai là có một đơn đặt hàng. Ngày thứ ba không có đơn đặt hàng. Ngày thứ tư thì có hai đơn đặt hàng.
ngày thứ năm mình có 5 đơn đặt hàng, vân vân. Và ở đây mình sẽ thống kê lại thành một cái bảng. Cái này là ngày thứ 14 có 2 đơn đặt hàng đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình quan sát trên cái bảng này, mình thấy là nó có 6 giá trị khác nhau. Giá trị 0, 1, 2, 3, 4, 5. Và mình sẽ sắp dữ liệu theo từ nhỏ đến lớn. Và mình sắp xếp theo cái số ngày, mình thống kê cái số ngày nó vô. Ví dụ như đây là mình nhìn thấy cái dòng dưới này chỗ ít nè, số 0 là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Vậy thì mình kết luận là có 5 ngày mà mỗi ngày không có đơn đặt hàng. Đúng không? Rồi mình tiếp tục mình đếm cái số 1 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy thì ở đây nó có 8 ngày mà mỗi ngày có một đơn đặt hàng. Vậy thì ở đây là khi mà người ta mình khi mà mình theo dõi, mình lấy cái dữ liệu thô đó. Mình lấy dữ liệu thô xong rồi cái từ dữ liệu thô mình muốn xử lý thành cái bảng tần số như thế này. Thấy không? Đấy. Thì từ dữ liệu mình sẽ sắp xếp thành cái bảng gọi là bảng tần số. Rồi có bảng tần số rồi mình sẽ tính tần suất. Tính tần suất tích lũy thì mình sẽ được các bảng như thế này. Về cái phần dữ liệu phân lớp á, thì có khi người ta phân thành cái bảng như thế này nó hơi khó. Tại vì nhiều khi cái biến mình khảo sát đó là nhiều cái giá trị nó sai khác nhau không có nhiều. Thấy không? Nó sai khác nhau không đều thì mình sẽ đưa về cái dữ liệu phân lớp. Dữ liệu phân lớp là chủ yếu ví dụ như cái bảng này nè. Anh chị xem cái bảng chỗ này. Bảng dữ liệu về khối lượng thuốc viên chạy hoài. Khảo sát ít là cái đơn vị biến nguyên viên, ít là chỉ khối lượng của thuốc viên ha, tính bằng miligam đó. Thì người ta căn thử 50 viên thuốc và được kết quả cho trong bảng như sau. Thì từ cái bảng này đó thì các anh chị nhìn vô đó mình sẽ thấy là gì? Những cái viên thuốc mà nó có khối lượng từ 325 đến 327 mg. Thấy không? Từ 325 đến 327 mg thì nó có 6 viên. Và từ 327 đến 328 thì ở đây nó có 8 viên. Từ 328 đến 329 thì cái này á mình thấy ở đây nó có cái dấu mốc vuông thì có nghĩa là cái khối lượng của nó từ 328 đến nhỏ hơn 329. Mình đọc cái này là gì? Nó từ 328 đến nhỏ hơn 329 thì nó xếp vô cái lớp này. Và ở đây nó có 14 viên. Và khi mà mình cộng thuốc xuống theo cái cột này hết thì cái tổng này nó bằng 50 nè. Bây giờ mình sẽ lấy 6 và chia cho 50 thì nó ra được cái này là 0,12. Cái này là 6 chia cho 50 đúng không? Còn cái chỗ này nó chính là 8 chia 50. 14 này đó là 14 chia 50 bằng 0,28 đúng không? Thì cái này gọi là tần suất. Thì còn cái tần suất tích lũy là cái gì? Tần suất tích lũy thì ở đây đó là mình sẽ lấy cái này đưa qua đây, còn chỗ này đó là hai thằng này cộng lại đưa qua đây, rồi ba thằng này cộng lại, từ đây cộng xuống đây nó đưa qua đây, từ đây nó cộng xuống tới đây thì nó đưa qua đây. Đấy, cộng xuống này. Rồi cuối cùng cộng là hết thì cái này bằng 1. Thì cái này gọi là tần suất tích lũy. Còn cái giá trị này nó gọi là giá trị đại diện của mỗi lớp. Ví dụ như cái lớp mà từ 325 đến 327 thì nó lấy 326, tức là ở đây là nó sẽ lấy hai cái giới hạn này nó cộng lại chia 2. Không? Tức là mình sẽ lấy là 325 cộng cho 320
27 rồi mình chia làm 2. Chia làm 2 thì mình sẽ được 326. Cái này gọi là giá trị đại diện của lớp. À, cái này là cái này là lớp nè. Còn cái này là cái giá trị đại diện của lớp. Ví dụ như từ 327 đến 328 thì mình lấy 2 này cộng là chia 2 thì nó ra 327,5. Được chưa? Đây. Thì đối với cái phần trình bày dữ liệu theo bảng thống kê gồm có bảng phân lớp này kia đó, thì các anh chị xem lại kỹ chỗ này giùm. Đang nữa khi mà mình gặp một cái bảng dữ liệu đó mình có thể xử lý được. Còn cái phần dữ liệu biểu đồ này thì mình sẽ tham khảo thêm thôi. Tham khảo thêm. Đấy. Một cái vấn đề nữa là mình tính cái giá trị thống kê. Tính giá trị thống kê chẳng hạn như nó cho cái dữ liệu theo kiểu phân lớp như thế, dữ liệu theo theo tần số như thế này. Dữ liệu theo tần số như thế này. Thì bây giờ đó là mình sẽ tính cái giá trị trung bình mẫu này ra. Tính cái giá trị trung bình mẫu và giá trị phương sai mẫu cũng như độ lệch chuẩn mẫu và tính ra như thế nào. Thì ở đây là cái công thức nó cho nè, và cái số liệu này là nó tính theo cái bảng này, tính rồi nó đưa công thức này. Tuy nhiên thì khi mà mình làm bài đó thì mình chỉ cần bấm máy tính thôi, yêu cầu bấm máy tính để mình tính giá trị này ra thôi. Về cách bấm máy tính thì ở trên cái trang YouTube của tôi nó có mấy cái video hướng dẫn đó, nữa tôi sẽ share cái đường link cho các anh chị. Thì ở đây là tôi sẽ tính là một lượt đang cho các anh chị, một hai lượt để cho các anh chị hình dung là mình tính cái giá trị này như thế nào. Ví dụ như chỗ này là trung bình mẫu, không tính giá trị trung bình mẫu và phương sai mẫu nó theo cái bảng như thế này, thì đối với cái máy tính này đó mình bấm menu 61. Bình thường nếu mà cái cài đặt ban đầu của máy á, cài đặt ban đầu của máy là như thế này, là khi mà mình bấm chế độ thống kê đó, thống kê một biến menu 61 thì nó chỉ hiện có cái cột ít thôi, à, cái cột ít như thế này thôi. Mà bây giờ đó là dữ liệu mà nó cho dạng tần số như thế này thì mình sẽ lôi thêm cái cột tần số ra. Mà lôi cái cột tần số thì chỗ này mình bấm gì, shift menu mũi tên xuống số 3 số 1, cái này nó hiện hai cột và sau đó mình nhập dữ liệu vô, dữ liệu XY nè, đầu tiên là số 0 không, ở đây số 1. Ba, rồi số 4, rồi số 5. Rồi tần số mình sửa là số 0, rồi tần số nó là 5 nè. Thì mặc định là khi mà mình nhập một cái giá trị của ít thì tần số ở đây nó là 1. Cho nên ở đây là nếu mà mình thay đổi tần số thì mình sẽ sửa lại. Thì số 1 là bằng 8, tần số nó là 8. Rồi số 2 tần số nó là 6. Số là 6. Rồi số 3 tần số nó là 3. Sau khi mình nhập dữ liệu xong bấm AC ha. Bấm AC. Bây giờ mình sẽ đi tính cái giá trị trung bình mẫu này. Giá trị trung bình mẫu và giá trị phương sai mẫu. Thấy không? Thì ở đây nó tính sẵn rồi nè, bây giờ mình kiểm tra lại cái cách tính. Bây giờ muốn tính giá trị trung bình mẫu đó thì chỗ này. Đối với máy 580 thì nó có hai, nó có một cái chức năng là tính tất cả các cái tham số này ra cùng lúc luôn. Bấm option nè. Mình chọn số 2. Đó, thì lúc này nó hiện ra trung bình mẫu là 1,68 nè. Rồi cái phương sai mẫu là nó là cái chỗ S bình phương X nè. S bình phương X tức là nó bằng 1,8933. Cái này nó bằng 1,8933.
Là ít ít, còn cái độ lệch chuẩn mẫu là nó nằm đây nè, mình bấm mũi tên lên xuống không, độ lệch chuẩn mẫu là nằm đây nè, 1,37, 1,3760, nếu làm tròn 1,3760 là cái số ở trong ngoặc á, số trong ngoặc, số này nó chính là ớt nè, là độ lệch chuẩn mẫu. Thấy không? Thì ngoài cái nó tính tất cả các tham số này ra thì ở đây đó thì mình sử dụng cái n chỗ này là bằng 25 phải không? 25. Thì ngoài cái cách mà mình tính cùng lúc tất cả các giá trị này thì chúng ta có thể tính riêng từng giá trị bằng cách là gì đây? Bấm option. Bấm option nè. Option, mũi tên xuống, thấy không? Mình chọn biến thống kê là số 2. Rồi sau đó mình chọn số 1 là trung bình mẫu. Thì nó ra kết quả 1,68. Rồi tiếp tục option. Mũi tên xuống. Rồi số 2. Rồi chọn số số 5. Số 5 là độ lệch chuẩn mẫu. Thấy không? Đấy. Nhưng mà cái số này nó khá dài như thế thì mình làm tròn. Bấm shift mode. Số 3. Số 1. Số 4. Đây thì 1,3760. Còn bây giờ mình muốn tính phương sai mẫu thì mình sẽ thêm cái dấu bình phương ở chỗ S này thôi. Thì phương sai mẫu là 1,8933. Hoặc là mình có thể bấm trực tiếp cái phương sai mẫu. Xanh. Mũi tên xuống. Số 2, phương sai mẫu là nó nằm ngay cái số 4 này. Đấy thì ở đây là mình bấm bằng cái máy 580. Còn nếu mà lưu ý nè, 580 thì thống kê một biến của mình đó là menu 61. À. Còn đối với cái máy 570. 570. Cái dòng tức là cái dòng 570 đó thì mình muốn tính cái chế độ thống kê mình bấm là mod 31 giờ là một và nhập dữ liệu vô tôi bấm lộn chỗ rồi. 5 8 6 3 khi nhập dữ liệu mình bấm AC nè, nhập dữ liệu xong bấm AC không, bây giờ mình mới bấm Shift nè, Shift 1 4 2 là trung bình mẫu 1,68 đúng không, rồi ship 1 4 cái chữ va đó, chữ va là biến thống kê giống cái nãy đó, số 4 rồi chọn số 4 tiếp à. Đây, này mình chưa làm tròn nè, 1,760, bây giờ mình muốn bấm phương sai mẫu thì thêm dấu bình phương vô, dấu bình phương. Thì đó là cái phần chương 4 là tôi giới thiệu cho các anh chị, đó là mình cần chủ yếu là mình phải biết được cái mấy cái khái niệm này, nắm sơ lược. Bây giờ mình sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần ước lượng không, rồi chúng ta giải lao một tí đi, 5 phút rồi tôi sẽ nói cái phần ước lượng, lượng thống kê này. Chúng ta có trao đổi gì hơn thêm không? Thì ngày mai đó là buổi sáng mình
Không có học ha, buổi sáng đi giờ tại buổi sáng tôi có cái việc có hội đồng ở bên trường. Cho nên là mình sẽ giờ là buổi khác, có thể mình giờ là chiều thứ hai tuần sau luôn. Chiều thứ Tối hai tuần thứ sau. hai có lớp ôn tiếng Anh rồi. À, tối thứ hai là mình ôn cái gì ạ? Dạ tiếng Anh. Anh à. Mình ôn buổi nào được ta? Dạ. Là tuần sau là tại không biết chưa biết là thi là ngày nào nữa. Tại hết là hiện tại là tuần sau sẽ ôn ôn lớp quản lý tài nguyên môi trường tới thứ bảy chủ nhật thì tụi em chủ nhật tụi em không học. Mà không biết chủ nhật có thi chưa, 12 thi á. Vậy thì để tôi tranh thủ đi. Mình có thể mình ôn ôn một buổi cũng được, tại vì 9:30 mới có hội đồng. Thì theo cái lịch là buổi sáng là mình học từ 8 giờ đến 11 giờ thì thôi bây giờ mình sẽ học lên 7 giờ đi, để 7 giờ được không ạ? Mai 7 giờ học nữa. Em thì được rồi, không biết mọi người sao. Dạ em cũng được đó thầy ơi. Vậy thôi ngày mai có gì mình học lên 7 giờ đi, 7 giờ thì mình học khoảng tầm tới 8:30 mình 8:30 mình giải lao, nghe không? Giải lao cỡ 10 thì cái hội đồng tôi xong rồi tôi sẽ nói tiếp thôi, mấy mình học tới 8:30 nếu mà còn thiếu cái bài tập này kia đó thì mình sẽ xem mấy cái video phát lại thêm đi. Thì ơi còn giấc chiều với giấc tối là học bình thường phải không ạ? Giấc thì chiều với tối mình học bình thường đi, tại cái tôi thấy ở đây buổi chiều là mình học từ 1:30 đến 16:30, buổi tối là 18:30 đến 21 giờ, là buổi buổi tối thứ thứ bảy á, mai á. Vậy thôi mình bây giờ mình giải lao 5 phút đi rồi lát vô học tiếp. Thì mời các anh chị quay về cái lớp học mình học tiếp ha. Thì tôi sẽ nói về cái phần ước lượng tham số. Cái phần ước lượng tham số là như thế này các anh chị. Ước lượng tham số nè, mình có hai phần, đó là phần thứ nhất là phần ước lượng điểm. Phần thứ nhất là cái phần ước lượng điểm ha. Ước lượng điểm thì mình sẽ xem một số cái kết quả như thế này. Bây giờ đó là Thầy quan sát màn hình. à, xin lỗi. Tôi nói tiếp, tôi nói lại cái phần ước lượng. Thì ước lượng tham số thống kê đó thì mình sẽ có hai cái phần ước lượng, đó là ước lượng điểm với ước lượng khoảng. Thì đối với cái phần ước lượng điểm đó thì mình hiểu đại khái như thế này. Chẳng hạn như mình có một cái biến ngẫu nhiên là một cái dấu hiệu nghiên cứu trên tổng thể đó. À, nó có cái lực phân phối xác suất dưới dạng là hàm mặc độ như thế này. Và cái hàm mặc độ này nó phụ thuộc vào cái tham số gọi là tham số theta. Cái chữ này mình đọc là theta. Chữ này gọi là theta. À, đọc là theta. Thì cái tham số theta này nó chưa biết. Bởi vì nếu mà biết thì coi như mình biết lực phân phối của x rồi. Đúng không?
mà biết lượng phân phối của ít thì có thể mình sẽ tính được cái kỳ vọng và phương sai này kia của nó. Nhưng mà bây giờ cái tham số này chưa biết. Bây giờ từ cái mẫu mình sẽ tìm một cái thống kê T. Và tìm thống kê T thì bây giờ đó là khi cái thống kê T này nó có tính chất là khi mà mình lấy cái giá trị của thống kê T này đó thì mình có thể sắp xỉ được cho cái theta này. Thì cái thống kê T này nó gọi là ước lượng điểm của theta. Đó, thì nó có một số cái định nghĩa về ước lượng không chệch, rồi ước lượng hiệu quả, ước lượng vững này kia đó, thì ở trong đây mình có định nghĩa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhớ các cái kết quả như thế này thôi. Chẳng hạn như biến ngẫu nhiên ít này nó có cái kỳ vọng là mi nè, cái mi này được gọi là trung bình tổng thể thôi. Còn chỗ này cái sigma bình nó gọi là phương sai tổng thể. Thì bây giờ mình sẽ có kết quả là mình có cái trung bình mẫu, mình lấy trên mẫu đó. Thì cái trung bình mẫu này mình sẽ làm ước lượng điểm cho cái trung bình tổng thể này. Và cái phương sai mẫu này đó là ước lượng điểm cho cái sigma bình, tức là phương sai tổng thể. Thấy không? Và cái độ lệch chuẩn mẫu thì nó là ước lượng điểm cho độ lệch chuẩn của tổng thể. Đấy, thì mình nhớ mấy cái kết quả nó như thế thôi. Thì phần ước lượng điểm mình nhớ cái kết quả như thế thôi. Đấy, chẳng hạn như mà bây giờ mình muốn coi cái chiều cao trung bình của các cái cây công nghiệp ở trong cái nông trường đó, chiều cao trung bình nó là bao nhiêu. Thì bây giờ giả sử như mình chọn ngẫu nhiên 100 cây, mình đo chiều cao của 100 cây đó, mình tính được cái chiều cao trung bình của nó, tức là mình tính được cái ít ngang, đúng không? Tính được cái ít ngang, tức là chiều cao trung bình trên 100 cây đó thôi. Và mình có thể lấy một chiều cao trung bình của 100 cây đó để mình ước lượng cho chiều cao trung bình của toàn bộ các cây là cái số mi này, đúng không? Đấy. Thì cái đó là thường là mình thường hay làm như thế, gọi là ước lượng, lượng tham số, ước lượng điểm. Về ước lượng khoảng thì bây giờ đó là mình không có tìm, lúc nãy ước lượng điểm là mình tìm một cái thống kê thôi, mình tìm thống kê để mà mình sắp xỉ cho cái tham số theta. Còn bây giờ là ước lượng khoảng là mình sẽ tìm hai cái thống kê T1, T2 như thế này, tìm hai cái thống kê mà để cho cái xác suất này nó bằng gamma, xác suất để cái thống kê T này nó nhận giá trị lớn hơn T1 và nhỏ hơn T2 với xác suất bằng gamma. Thì khi đó cái khoảng T1, T2 này nó gọi là khoảng ước lượng của theta với độ tin cậy gamma. Và mình còn gọi tắt là khoảng tin cậy gamma cho theta đó. Đấy, thì cái phần ước lượng khoảng thì mình có hai phần là ước lượng cho trung bình và ước lượng cho tỷ lệ. Thì phần ước lượng cho trung bình đó thì mình sẽ chia làm 3 trường hợp. Chia làm 3 trường hợp. Trường hợp mà cái biến khảo sát của mình là nó có phân phối chuẩn và biết cái độ lệch chuẩn, thì cái khoảng ước lượng cho trung bình đó, nó sẽ là ít ngang trừ E đến ít ngang cộng E. Và E nó sẽ tính bằng công thức là Z alpha chia 2 nhân sigma chia căn N. Thì cái Z alpha chia 2 đó là mình sẽ tra ở cái bảng số 4 ở trong cái tài liệu này. Không? Nó đi vào cái ví dụ cụ thể thì tôi sẽ nói cách tra như thế nào. Đó. Cái trường hợp thứ nhất là biến ngẫu nhiên ít có phân phối chuẩn mà biết sigma ha. Thì khoảng ước lượng cho mi với độ tin cậy gamma là ít ngang trừ e đến ít ngang cộng e. Và E này nó sẽ tính bằng công thức là Z alpha chia 2 nhân sigma chia căn N. Thì cái chỗ này, cái chữ gamma nè, cái chữ này đọc là chữ gamma. Cái chữ này nè, mình đọc là gamma. Còn cái chữ này mình đọc là alpha. Thấy không? Chữ này đọc là alpha. Thì bây giờ mình muốn tìm khoảng ước lượng cho cái tham số mi này nè.
tham số này đọc là chữ chữ này là đọc là chữ mi. Chữ này đọc là chữ mi. Thì bây giờ mình muốn tìm cái khoảng tin cậy gamma cho mi. Thì cái khoảng nó sẽ là x ngang trừ e x ngang cộng e, và e nó sẽ tính bằng công thức này. Thì e ở đây đó, e này nó gọi là sai số ước lượng. Cái e này nó gọi là sai số ước lượng. Hay còn gọi là độ chính xác. Độ chính xác. Hoặc là còn cái 2e, 2e thì nó gọi là độ dài khoảng tin cậy. Độ dài cái khoảng tin cậy hay khoảng ước lượng. Hay nó còn gọi là 2e thì nó còn gọi là bề rộng khoảng tin cậy. Nó còn gọi là bề rộng khoảng tin cậy. Thì đối với cái khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể thì cái trường hợp 1 là mình nhớ công thức này. Đó là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Và e thì nó sẽ tính bằng công thức này. 4.14 phải không? Thì bây giờ mình khảo sát cái ví dụ này các anh chị. Chúng ta đọc cái đề này. Cái này còn mấy người còn bạn Hiền đọc cho thầy cái ví dụ này đi. Đọc ví dụ thôi. Ví dụ 4.9 là ví dụ. Biết tuổi thọ của một loại bóng đèn hình TV có phân phối chuẩn độ lệch chuẩn bằng 500 nhưng chưa biết trung bình. Giá trị trung bình mẫu bằng 8.900 được tính trên mẫu cỡ N bằng 35. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn hình đang khảo sát. Rồi, thầy cảm ơn. Thì bây giờ đó thì cái x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ bóng đèn á, không x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ bóng đèn, tức là mình cái dấu hiệu mình nghiên cứu trên tổng thể đây là tuổi thọ, còn cái tổng thể của mình là cái loại bóng đèn hình tivi, không cái loại bóng đèn hình tivi, còn cái dấu hiệu nghiên cứu của mình là biến ngẫu nhiên là chỉ tuổi thọ của bóng đèn đó, không? Thì cùng một cái tổng thể thì mình có nhiều cái dấu hiệu nghiên cứu lắm. Nhưng mà đối với cái thống kê một biến này mình chỉ nghiên cứu một dấu hiệu thôi. Thấy không? Thì ở đây mình khảo sát trên 35 cái bóng đèn đó. Thì mình thấy cái tuổi thọ trung bình nó là 8.900. Là cái này là x ngang nè. Chỗ này là x ngang của mình là 8.900 nè. Và cái độ lệch chuẩn là cái sigma đó. Độ lệch chuẩn sigma là bằng 500. À. Và cái biến ngẫu nhiên x này nó có phân phối chuẩn nè. Mình cứ hiểu thế này là x là có phân phối chuẩn mi sigma bình phương và sigma nó bằng 500 nè. Đó. Thì bây giờ yêu cầu là tìm khoảng tin cậy 95%. Thấy không? Anh chị cứ lưu ý nè. Tìm khoảng tin cậy 95%. Có nghĩa là mình ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn. Ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn bằng một cái khoảng tin cậy 95%. Đó, thì cái lý thuyết của mình là x ngang trừ e
x ngang cộng e đúng không, và e nó sẽ tính bằng công thức 4.14 này. Đó. Thì cái z alpha chia 2 bây giờ mình tra cái bảng thì thế nào, thì bây giờ nó là đây nó kêu độ tin cậy gamma là 95% đúng không, thì mình nhớ là cái gamma nè bằng 95%, tức là bằng 0.95, nhưng mà cái gamma thì bằng 1 trừ alpha, thấy không? Vậy thì chỗ này mình sẽ suy ra được cái alpha nó bằng 0.05. Alpha bằng 0.05, vậy thì cái z alpha chia 2, z alpha chia 2 nó bằng bao nhiêu? Alpha là 0.05, vậy thì alpha chia 2 là 0.025. Vậy thì nó sẽ bằng là z của 0.025. Đúng không? Vậy thì mình luôn lưu ý cái chỉ số dưới này là 0.025 nè. Rồi mình tra cái bảng số số 4 nè. Cái số mà 0.025 à, 0.025 thì cái giá trị tương ứng của nó là bằng nhiêu? 1.96. Đúng chưa? 1.96, vậy thì mình gắn vô công thức này. Cái e nó sẽ bằng 1.96 nhân 500 chia căn 35. Mình lấy máy tính rồi mình bấm. Thì nên là 165.6, thì mình làm tròn lên luôn 166 luôn. Bây giờ mình có một cái e rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái x ngang trừ e. X ngang là bằng 8900 không? Trừ cho 166. Thì nó ra là 8734. Mình tính cái x ngang cộng e. Ngang cộng e là chỗ này mình sửa thành dấu cộng rồi. 9066. Và mình kết luận là tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn này là từ 8734 giờ đến 9066 giờ. Đó. Thì mình thấy cái ví dụ về ước lượng không? Là mình ước lượng cái tuổi thọ là gơ một cái khoảng đó với độ tin cậy như thế. Cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai này là ở đây nó không có ví dụ lắm, mà mình lấy ví dụ thêm ngoài cái phần bài tập. Trường hợp thứ hai là x có phân phối chuẩn mà chưa biết sigma. Thì như vậy đó, thì cái khoảng tin cậy gamma cho mi nó vẫn là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Nhưng mà e ở đây là mình sẽ dùng cái công thức này. Là t n trừ 1 alpha chia 2 nhân cho s chia cho căn n. Ở đây là cái t này mình sẽ tra ở cái bảng giá trị tới hạn của phân phối Student. Này, cái bảng nó nằm ở cái bảng số 2 chứ. Trong cái tài liệu này của tôi là bảng số 2. Bảng số 2 nó chỉ có một số cái giá trị tới hạn. Đó, thì bây giờ các em xem ở chỗ cái bảng này. Đây trường hợp 2 ha. Còn cái trường hợp 3 là trường hợp mẫu lớn. Mẫu lớn thì mình muốn ước lượng cho mi đó, ước lượng cho mi đó. Thì nó cũng là x ngang trừ e, x ngang cộng e thôi, và e nó đảo là công thức là z alpha chia 2 nhưng mà nhân s chia căn n, nhân s chia căn n. Để ta thấy cái ví dụ 4.10 như sao này. Thì quan sát ở một mẫu người ta có kết quả về chiều cao, chiều cao là x, đơn vị nó tính bằng mét ha,
của một loại cây công nghiệp ở một nông trường như sau. Bây giờ hãy ước lượng chiều cao trung bình của loại cây đó bằng khoảng tin cậy 90%. Đó, thì bây giờ mình sẽ xử lý cái bảng này. Xử lý cái bảng này bằng cách là mình tính cái trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu ra. Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu ra. Thì mình lấy máy tính mình bấm ra. Mod 61. Thì mình thấy cái bảng này ở trên là cái giá trị của x luôn. Ở dưới là cái tần số. Cái dòng trên là giá trị của x thì dòng dưới là tần số. Mình sẽ nhập số liệu vô. Mình nhập cái dữ liệu này vô nè. Sau khi nhập dữ liệu bấm AC đúng không? Rồi mình tính cái trung bình mẫu. Mình có thể tính cùng lúc bằng cách option xong bấm số 2. Thì x ngang là 6,02. Và SX thì mình kéo cái mũi tên xuống. SX thì nó bằng 1,206 058 0587. Mình tính từng cái anh cái thước mẫu N gần trăm. Giờ hành tờ bằng trăm. Ở đây mình sẽ ghi mấy cái giá trị này ra. Ở đây thiếu n. N bằng trăm. Cái này là mình tính cùng lúc, còn mình tính từng cái giá trị ra thì mình bấm gì? Option. Mũi tên xuống. Option. Mũi tên xuống. Số 2. Rồi số 1 là trung bình mẫu ha. Rồi option mũi tên xuống. Số 2. Rồi số 5 là độ lệch chuẩn mẫu. Độ lệch chuẩn mẫu. Rồi option mũi tên xuống. Số 2. Số 6 là kích thước mẫu. Phần trăm n phần trăm. Đó. Thì sau đó mình áp dụng cái công thức này là x ngang trừ e x ngang cộng e, đúng không? X ngang trừ e x ngang cộng e. Thì mình sẽ tính e bằng z alpha chia 2 nhân s chia k n. Thì cái ở đây nó cho là cái gamma là 90%. Gamma là 0,09. Còn 0,9 chứ, 0,9. Mà gamma thì nó bằng 1 trừ alpha đúng không? Vậy thì suy ra là alpha nó bằng 0,1. Vậy thì alpha chia 2 bằng 0,05. Vậy thì z alpha chia 2 chính là z 0,05. Mà z 0,05 thì mình tra cái bảng của bảng số 4. Đây bảng số 4. Z của 0,05 là chỗ này phải không? Thì giá trị tương ứng của nó là 1,6449. 1,6449. Đó. Thì ở đây mình thấy là 1,6449 này. Rồi này nhân cho S chia căn N thì nó ra được con số này. Đây tôi bấm máy nè. Chia cho căn n, tức là chia cho căn trăm đó, n bằng trăm thì nó ra được cái này. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ lấy cái x ngang trừ e, x ngang bữa nãy mình tính ở trên đây là bao nhiêu, 6,02 trừ vô cái x trừ e này, không? Thì x ngang trừ e x ngang trừ e là 82
không phải 5,8216. Rồi tôi sửa này thành dấu cộng lại. Này x ngang cộng e đúng không? Là bằng 6,2184. Rồi sau đó là tôi lấy hai cái số này tôi kết luận ở trong cái bài toán. Tôi được cái này. Chúng ta theo kịp không? Cái ví dụ này theo kịp không? Thầy ơi, thầy thử lại bằng cái máy 570 đó, tượng hình xoay bấm không ra. À, bây giờ tôi bấm bằng cái máy 570 nè. Thì mod 31, đúng chưa? Mod 31. Rồi tao chị bấm lại coi mod 31 có phải ra hai cột gì không? Anh quên nó ra có một cột. À, nếu mà nó ra một cột thì mình sẽ bấm thêm là shift mod nè. Shift mod nè. Mũi tên xuống. Thì chọn số 4. Số 4, rồi chọn số 1. Ồ ra rồi nè. Rồi đâu mình nhập dữ liệu vô. Rồi nó ra thầy. Rồi. Cảm ơn thầy. Rồi mình tính ra được cái kết quả giống gì không? Tính thử coi cái kết quả giống gì không? Ba bốn. Rồi đúng rồi, ra được cái này. Dạ đúng cái số này phải không? Dạ. Rồi vậy đúng rồi, được rồi. Dạ. Để tôi thao tác lại một lần nữa để có khi chúng ta có xem lại. Thì bấm AC nè. Rồi chỗ này mình mới bấm là shift 1. 4 41 là ra kích thước mẫu, thấy không? Kích thước mẫu là 100. Rồi shift 1. 42. Rồi nó ra cái trung bình mẫu là 6,02. Rồi shift 1. 44 là độ lệch chuẩn mẫu, thấy không? Nó ra số này. Thì ở trên cái trang YouTube tôi có hướng dẫn cho sinh viên tính mấy cái giá trị này. Để tôi share cái mấy cái phần tính toán đó cho các anh chị này. Tính giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu. Tôi chia sẻ qua cái nhóm Zalo cho chúng ta. Chia sẻ cách tính trung bình mẫu là độ chuẩn mẫu trong các cái trường hợp luôn. Có cái trường hợp là dữ liệu theo lớp ghép ha, cái này là dữ liệu thô rồi dữ liệu là tổng tất cả. Cái này là dữ liệu theo tần số. Rồi dữ liệu theo lớp ghép này kia đó. Chia sẻ qua là các anh chị có tham khảo thêm. Chỉ tham khảo cái phần này thôi, còn nhiều khi mình xem lại nguyên cái video phát lại nó dài quá, nhiều khi mình không biết nó nằm ở đâu. Dạ. Yeah. Có 3 phần, cái này tôi chia làm 3 phần. Rồi bây giờ mình nói về cái khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể mẫu lớn. Thì cái khoảng này đó là mình phải có cái điều kiện. Từ cái tổng thể mang cái dấu hiệu A chưa biết nè. Mang tỷ lệ các cái phần tử mang dấu hiệu A chưa biết. Tỷ lệ nó là B đó. Chưa biết. Chẳng hạn như là tỷ lệ phế phẩm
rồi tỷ lệ sản phẩm loại A, hoặc là tỷ lệ trái cây loại A vân vân. Như vậy thì ở đây đó là mình chưa biết, mình mới đi ước lượng đó. Đó thì bây giờ từ cái mình lấy một cái mẫu, chỗ này mình phải lấy một cái mẫu mà cái cỡ nó phải lớn hơn 30 mới được, thấy không? Và trên cái mẫu này mình sẽ tính cái tỷ lệ mẫu bê ngang, tính cái tỷ lệ mẫu bê ngang, và tính tỷ lệ mẫu bê ngang mà, nhưng mà mình phải tính và mình lấy cái mẫu làm sao để cho nó thỏa thêm cái điều kiện này nữa. N nhân cho bê ngang lớn 5, N nhân 1 trừ 10 bê ngang lớn 5, thì khi đó mình sẽ có cái khoản ước lượng cho B với độ tin cậy gamma là B ngang trừ E, B ngang cộng E. Và E này mình sẽ tính bằng công thức là Z alpha chia 2 nhân căn bậc 2 của B ngang 1 trừ B ngang chia N. Thì cái này mình lấy, do mình lấy cái căn bậc 2 của tử mẫu luôn đó. Rồi nếu mà mình tính lấy căn bậc 2 chung luôn thì mình có thể ghi như thế này. Căn bậc 2 chung của là B ngang điểm 1 trừ B ngang chia N như thế này. Thì cái công thức 4.17 này là do tôi tách cái căn trên tử trên mẫu ha. Bây giờ mình lấy ví dụ nè. Một cái kho hàng có tỷ lệ phế phẩm là B. Bây giờ kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm thì thấy có 7 phế phẩm. Bây giờ mình ước lượng B bằng khoảng tin cậy 95%. Bây giờ mình nhận xét thấy là mình lấy cái mẫu như thế này là nó thỏa yêu cầu rồi, đúng không? N nhân B ngang là nó bằng 7. Còn N nhân 1 trừ B ngang là bằng 93. Là nó lớn hơn 5 hết, thỏa yêu cầu. Cho nên là cái khoản ước lượng cho B với độ tin cậy 95% đó, là nó sẽ là B ngang trừ E đến B ngang cộng E. Yeah, B ngang trừ E đến B ngang cộng E. Và B ngang nó là bằng 0.07. Và cái E đó là mình thế vô công thức này mình tính không? Thế vô công thức này mình tính. Thì tính thì mình phải tra cái Z alpha chia 2 này ra, đúng không? Thì mình có là cái độ tin cậy nó cho là 95% này. Tức là 1 trừ alpha là 0.95. Thì suy ra là alpha bằng 0.05. Suy ra là Z alpha chia 2 là bằng 1.96. Mình tra cái bảng nó lại nè. Thấy không? 1.9 alpha chia 2 là bằng 0.25. Thì Z alpha chia 2 là 1.96. Đó là mình lấy máy tính mình bấm cái số này nha. Số này là 1.96. Mình bấm chung và đóng dấu ngoặc, có nghĩa là dấu ngoặc của căn bậc 2 rồi luôn. Rồi mà 0.05. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái B ngang là 0.07 trừ cho E. Thì nó ra 0.02. Và nếu mình cộng cho E lại thì ra 0.12. Và mình kết luận là như thế này. Thì tôi dừng lại ít phút rồi cho các anh chị xem cái bài này ha. Xem bài này rồi coi có cần hỏi cái gì thì mình trao đổi thêm.
Thì đó là cái ví dụ 4.11. Và chúng ta sang cái ví dụ 4.12 nè. Thì để ước lượng cho cái tỷ lệ lúa lép, người ta hót ngẫu nhiên 500 hạt lúa thì thấy tỷ lệ mẫu là 2%. Và với độ tin cậy 96% thì hãy ước lượng tỷ lệ lúa lép thực tế. Cái này mình ghi thực tế cho thực tế không hay lắm ha, là thực tế cho thực tế. Thì tôi thấy đa số người ta dùng cái chữ thực tế nhiều, ai dùng chữ thực tế đâu không. Bây giờ mình sẽ gọi B là cái tỷ lệ lúa lép thực sự. Thì từ cái đề bài đó thì mình thấy là N là lớn hơn 30. N nhân cho B ngang là bằng 10, lớn hơn 5. Và N nhân 1 trừ B ngang cũng lớn hơn 5 luôn. Cho nên cái khoảng tin cậy 96% nó sẽ là B ngang trừ E đến B ngang cộng E nè. B ngang của mình ở đây là nó có 0,02, tức là 2% thôi. Thì bây giờ đó là từ cái gamma nó cho là 96 là 0,96, 96% phải không? Thì một alpha là bằng 0,04. Vậy thì alpha chia 2 thì nó bằng là 0,002. Vậy thì mình sẽ tra cái z 0,02 nha. 0,02. 0,02 nằm đây nè các anh chị. Thì đó là 2 z alpha z của 0,02 là bằng 2,0537. Thấy không? 2,0537 nè. Rồi mình gắn vô đây công thức này mình tính. Thì nó ra là 0,0129. Bây giờ mình lấy 0,02 mà mình trừ cho 0,0129 thì nó ra 0,00071. Rồi mình cộng lại thì nó ra là 0,30329, thấy không? Thì mình kết luận là tỷ lệ lúa lép từ 0,71% đến 3,29%. Đấy, thì đây là cái bài toán ước lượng tỷ lệ. Về cái khoảng tin cậy cho hiệu hai trung bình thì mình tham khảo thêm cái phần này. Cái này tham khảo thêm ha. Rồi cái bài toán liên quan đến khoảng tin cậy cho trung bình với tỷ lệ đó. Thì cái bài toán
trong cái bài toán mà tìm khoảng tin cậy cho trung bình hay tỷ lệ đó, thì cái E này nó gọi là sai số ước lượng, hay còn gọi là độ chính xác. Rồi cái 2E này đó, nó gọi là độ dài hay bề rộng của khoảng tin cậy. Và ví dụ như mình có cái sai số E và kích thước mẫu cho trước, thì mình sẽ xác định được cái độ tin cậy của khoảng ước lượng như thế này. Công thức nó bằng gamma, gamma bằng 2 phi E căn N chia sigma trừ 1, hoặc là 2 phi của E căn N chia S trừ 1. Ở trong bài toán ước lượng tin cậy cho trung bình không? Còn trong ước lượng cho tỷ lệ đó, thì mình lại có công thức này. Gamma bằng 2 phi của E căn N chia căn bậc 2 của B ngang 1 trừ B ngang, tất cả trừ 1. Thì nó có mấy công thức này. Thì tôi giải thích cái công thức này như thế này. Giải thích bên đây đi. Thì đối với cái trường hợp mà cái công thức mình tìm cái khoảng tin cậy gamma cho mi đó, nó là x ngang trừ e, x ngang cộng e như thế này, đúng không? Và e nó sẽ bằng z alpha chia 2 nhân cho sigma chia kn. Bây giờ cái e này mình biết rồi, biết rồi, và mình muốn tìm muốn tìm cái gamma, tìm trở ngược là cái gamma, thì cái khoảng này mình cho gamma nè, mình sẽ tìm được cái e. Nhưng mà bây giờ với e mình biết rồi mà cái gamma chưa biết, thì mình tìm gamma như thế nào, đúng không? Thì từ cái đẳng thức này biết rồi nè, mình sẽ suy ra được, từ cái đẳng thức này nè, mình sẽ suy ra được là z alpha chia 2 nó sẽ bằng là e căn n chia cho sigma, đúng chưa? Nhưng mà theo cái định nghĩa, theo cái định nghĩa cái giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phân phối chuẩn đó, thì với cái biến ngẫu nhiên z mà nó có luật phân phối chuẩn 0,1 như thế này, thì cái xác suất để mà z nó lớn hơn cái z alpha chia 2 nó sẽ bằng là alpha chia 2, không? Vậy thì nhưng mà do cái z này nó có luật phân phối chuẩn 0,1, thì mình sẽ có cái công thức là gì? Xác suất để mà z nó lớn hơn cái z alpha này, cái công thức thì nó sẽ bằng, chỗ này nó bằng là 1 trừ cho phi của cái z alpha chia 2 này, nó sẽ bằng alpha chia 2. Đấy. Nhưng mà ở đây đó là mình đang tìm gamma chứ không phải vì mình tìm alpha. Không, bây giờ vậy thì mình nhân hai vế cho 2, thì này nó sẽ là 2 phi của z alpha chia 2 bằng alpha. Nhưng mà mình nhắc lại là mình đang tìm gamma chứ mà không có tìm alpha. Vậy thì cái số 2 này mình tách thành 1 cộng 1, không? Một cái số 1 đó là mình sẽ chuyển qua đây, thì ở đây mình sẽ có là 1 cộng 1 trừ 2 phi z alpha chia 2 bằng alpha. Đấy. Thì một cái số nguyên cái cụm này mình sẽ chuyển qua bên với trái, với phải, còn alpha thì mình chuyển trở ngược lại bên với trái, thì mình sẽ được là 1 trừ alpha, nó sẽ bằng 2 phi z alpha chia 2 trừ 1. Thì 1 trừ alpha này nó chính là gamma, đúng không? Mà cái z alpha chia 2 này á, nó chính là e căn n chia sigma, đúng không? Vậy thì cái này nó trở thành là 2 phi của e căn n chia sigma tất cả trừ 1. Đấy, thì cái này công thức là tính độ tin cậy. Về độ tin cậy này là công thức 4.20. Và tương tự như vậy thì từ cái công thức mà ví dụ như từ cái công thức này nè, từ công thức 4.16, thì từ công thức 4.16 thì mình cũng có là gì,
thức 4.16 là cái e nó bằng z alpha chia 2 nhân cho s chia k n, thì chỗ này mình cũng suy ra được là cái z alpha chia 2 bằng e k n chia s. Vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được cái gamma bằng 2 lần phi của e k n chia s trừ 1. Thì mình đảo lại đây mình sẽ được cái công thức tìm độ tin cậy. Mình gọi hai công thức là 4.21 với 4.20. Và tương tự như vậy thì mình sẽ có công thức 4.22 từ cái công thức ước lượng khoảng cho tỷ lệ. Công thức ước lượng khoảng cho tỷ lệ là gì? E bằng z alpha chia 2 căn bậc 2 của b ngang 1 trừ b ngang chia n, đúng không? Thì tương đương là vậy thì đây mình sẽ suy ra được cái gamma bằng 2 phi e căn n chia căn bậc 2. Ở đây mình sẽ được cái công thức 4.22 này. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát các cái ví dụ. Chúng ta xem cái ví dụ 4.15. Một bạn đọc cho thầy cái ví dụ 4.15 này. Chúng ta còn có hai người hả? Bạn Thanh đọc cho thầy coi. Dạ em nghe. Em đọc cho thầy cái ví dụ này. Biết khối lượng của mỗi nam sinh viên năm thứ nhất trường đại học A tuân theo luật phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 3 kg. Chọn ngẫu nhiên 25 nam sinh viên năm thứ nhất, người ta tính được khối lượng trung bình là 52 kg. A. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho khối lượng trung bình của mỗi nam sinh viên năm thứ nhất trường đại học A. B. Với mẫu trên, nếu muốn bề rộng của khoảng ước lượng trung bình tổng thể là 1.8 kg thì độ tin cậy là bao nhiêu? Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây đó là cái nó có hai ý thứ nhất á là tìm khoảng tin cậy, đúng không? Ý thứ nhất là tìm khoảng tin cậy 90%. Thì cái công thức tìm khoảng tin cậy là lúc nãy là mình có là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Và ở đây là cái biến ngẫu nhiên mình đang khảo sát đó, là biến chỉ cái khối lượng của nam sinh viên năm thứ nhất ở trường đại học A. Được chưa? Thì biến này nó tuân theo độ lệch chuẩn với phân phối chuẩn có độ lệch chuẩn là 3 kg, tức là nó rơi vào cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất trong cái trường hợp này là trường hợp 1 nè. Biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và biến sigma nè, đúng không? Biến sigma nè. Thì cái khoảng ước lượng cho khối lượng trung bình mỗi cái nam sinh viên năm thứ nhất trường đại học A nó sẽ là x ngang trừ e, x ngang cộng e. X ngang này nó cho bằng 52. Đúng chưa? Và e thì mình sẽ tính bằng công thức này. Z alpha chia 2 nhân sigma chia căn n. Lấy máy tính mình bấm nè, mình kiểm tra lại nè. Cái này mình tra bảng thì nó ra 1.96 ha. 1.96. Người tra bảng lên nè. Thì hướng dẫn cách làm lại vậy này. Tức là gamma là gamma bằng 0.95. Và gamma thì nó bằng 1 trừ alpha. Vậy thì sigma alpha là bằng 0.05. Vậy thì z alpha chia 2 tức là z 0.025 bằng 1.96. Mình có thể
Để tra cái bảng lại nè. 0,025 thì bằng 1,96. À. Cái này bằng 1,96 ha. À, thì bây giờ mình bấm máy mình tính cái e này ra. Nhân cho 1,96 nhân cho 3. Nhân 3 chia 5 lại. 3 là sigma. Sigma nó bằng 3 nè. Độ lệch chuẩn bằng 3 ha. Độ lệch chuẩn bằng 3. Và căn n là căn 25 tức là bằng 5. Cái này mình tính ra. Thì nó là con số này. Cho nên mình lấy cái x ngang là 52. 52 đem trừ đó. Thì nó 50,8824 ha. Và thì ở đây nó có hai số, là cái số này mình tính ra trước nè, ghi ở đây, rồi sau đó mình lấy cái x ngang trừ e, x ngang nó đến là 52 trừ cho cái này, rồi lấy 52 cộng cho số này thì nó ra 53,1766 mà. 1760 cái gì? Nên này sửa lại dùm. 1760. Tôi bỏ bớt rồi. Bỏ số 6 phía sau mới đúng. Đó thì ở câu A, mình thấy ở câu A đó là mình có cái độ tin cậy, thì mình sẽ tìm được cái khoảng tin cậy này, tức là mình sẽ có được cái sai số ước lượng. Sai số ước lượng đó là 1,176. Đó thì ở câu B, là nó muốn cái bề rộng của khoảng ước lượng này nhỏ đi, nó còn 1,8 thôi. Tức là bề rộng của khoảng ước lượng theo đề bài ở đây nó cho là bề rộng khoảng ước lượng tức là 2e. Thấy không? 2e. Thì theo đề bài thì nó có là cho 2e bằng 1,8. Vậy thì suy ra cái e bằng 0,9. Thấy không? Mình lưu ý trên đây là ở trên câu A độ tin cậy 95% thì cái e nó là 1,17. Còn vậy thì cái này là độ tin cậy là bao nhiêu? Thì bây giờ mình áp dụng cái công thức gamma bằng 2 phi e căn n chia sigma trừ 1. Thì e của mình ở đây là nhiêu? Giờ tôi sẽ chỉ cho cái cách tính gamma này bằng hai cách. Tức là mình sẽ bấm cái số ở trong cái dấu ngoặc này. E là 0,9 nè. Rồi nhân cho căn n. N là căn 25 đúng không? Rồi tất cả mới chia cho sigma. Chia sigma bằng 3. Thì nó ra 1,5. Đó. Mà nó ra 1,5 đó thì mình muốn tra cái phi của 1,5. Vậy nó trở thành là 2 phi của 1,5 đúng không? 2 phi của 1,5. Bây giờ mình sẽ tra cái phi của 1,5. Là mình sẽ đặt lại cái bảng số 1. Đây là bảng số 1 nè. 1,5. Phi của 1,5 là chỗ này. 0,9332. Thấy không? Vậy thì cái này nó là 2 phi. 2 phi của 1,5 mà một phi của 1,5 là 0,9332. Rồi 2 phi này mới trừ đi 1 thì ra được số này 86,64. 0,8664 nha. Thì ra được 0,8664.
thì nó được cái độ tin cậy, và độ tin cậy thì mình sẽ nhân thêm 100 đúng không, thì 86.64%. Thì bây giờ đó là cái đó là mình tra bảng, còn bây giờ mình không thích tra bảng nữa thì mình bấm máy. Thì bấm máy thì ở cái chỗ chế độ thống kê một biến nè, không chế độ thống kê một biến nè, mình bấm option, bấm option rồi mình mũi tên xuống cái chỗ cái phân phối chuẩn đó. Số 4 không chữ B nè, chữ B này bấm số 1 không, đây là chính là hàm phi đó, hàm phi ở trong cái bảng số 1 đó. Bây giờ ở đây mình bấm hai phi nè, phi của 1.5 phải không, 1.5 đóng ngoặc lại trừ 1 thì nó ra kết quả này luôn, không ra kết quả này luôn. Đó, và mình sẽ kết luận. Thì đó là cái độ tin cậy gamma đó, thì đâu chúng ta cùng tính lại bằng cách bấm máy lại coi được không, bấm máy là được không. Bấm là được chưa các anh chị? Thì bây giờ nếu mà bấm máy tính đó, thì đối với cái máy này đó thì mình bấm mod 61 phải không, mod 61 này. Bấm AC rồi sau đó là mod 61, rồi sau đó mình bấm option nè, mũi tên xuống nè, thì số 4 số 1 là được hàm phi không. Còn đối với cái máy tính 570 đó thì mình cũng bấm mod 31, tức là thế chế độ thống kê một biến á, bấm AC rồi từ cái này mình bấm shift 1 số 5 mà số 1 thì được cái hàm phi không, mình cũng bấm cái số này vô. Dạ, bây giờ mình xem cái ví dụ tiếp theo. Rồi nhờ một chị đọc giùm cái ví dụ này, bạn mới vô là Phạm Phương Thảo, là đọc giùm thầy cái đề có mặt không, Phạm Phương Thảo có mặt đây không? Dạ có. Rồi, em đọc giùm thầy cái đề này 4.16. Dạ, trong đợt khảo sát tỷ lệ nảy mầm của một loại hạt, người ta lấy 10.000 hạt gieo thử và thấy 860 hạt nảy mầm. Khoảng tin cậy gamma cho biết tỷ lệ nảy mầm là từ 0.83, 0.8385, 0.8815. Hãy tìm độ tin cậy gamma. Rồi, tìm độ tin cậy gamma. Ở đây là mình biết được cái kích thước mẫu N là 1.000 nè. Ở chỗ bài này là nó cho N là 1.000 nè. Còn cái B ngang thì mình sẽ lấy 860
chia cho 1.000 thì cái này nó bằng 0,86. Và cái khoản này đó là khoản tin cậy này, đó là B ngang trừ E, B ngang cộng E, thì mình sẽ có cái B ngang trừ E nó bằng là 0,8385. Còn cái B ngang mà cộng E đó thì nó bằng là 0,8815. Mình giải cái hệ này ra mình sẽ được cái E. Cái B ngang thì bằng 0,86 rồi. Cái E nó sẽ bằng 0,0215. Đó. Thì bây giờ ở đây nó kêu tìm độ tin cậy gamma. Khi biết E mình tìm độ tin cậy gamma mình theo công thức này. Không? Thì độ tin cậy gamma nó sẽ theo công thức này. Cái số này là số số 2 chứ không phải số 12 nha các anh chị. Bỏ số boy, bỏ dùm số 1 2 phi. Thì công thức của mình như thế này. Bây giờ mình sẽ giải bằng cách tra bảng và mình sẽ tính cái số ở trong dấu ngoặc này trước. Tức là gamma nó sẽ bằng 2 phi. Cái số trong ngoặc này mình tính ra coi. E căn N. E là 0,0215 không? E là 0,0215. Tôi nói lại bằng cách bằng cách nào mình tính được cái E này. Thì ở đây đề bài nó cho là B ngang trừ E nè. Rồi B ngang cộng E. Đúng không? Bây giờ mình bấm cái hệ phương trình đó. Chỗ này là máy tính này mà mod 9 1 2. Hệ phương trình mình bấm hệ phương trình này nè. 1 trừ 1 0,8385. Còn ở dưới là 1 chỉ cộng 1 8815. Mình tính ra được cái B ngang đó chính là X nè. 0,86 nó đúng cái số này chưa? Y nó chính là cái E. Mình bấm cái SD này, 0,0215. Đó thì tôi chỉ cách tính cái B ngang. Khi mà nó cho cái khoảng như thế này á, mình phải tính được cái B ngang với E hoặc X ngang với E. Mà có E thì mình mới tìm được độ tin cậy, nhớ chưa? À, thì bây giờ là mình sẽ tính cái số ở trong dấu ngoặc này. E là 0,0215 nhân cho căn N. Căn N là bằng 1.000. N là 1.000. Rồi chia cho B ngang. Tức là mình lấy dấu căn này luôn, chia cho B ngang. Không phải B ngang là 0,86. Rồi 1 trừ 0,86. Lưu ý là cái căn này mình lấy cái căn ở dưới mẫu luôn rồi đó. Thì ra 1,9594. Đó là 1,9594. Thì nếu như chỗ này mình tra bảng thì mình phải làm tròn cái này thành là 1,96 không? Nếu mình tra bảng thì chỗ này mình phải làm tròn thành 1,96. Rồi mình tra bảng. Nếu mình tra bảng thì nó là 1,96. Phi của 1,96 ra nhiêu? 1,96. 1,9 nè. Cái dòng có số 1,9 và cái số có 0,06. Thấy không? Thì nó là 0,975. Đó. 0,975. Thì cái này nó sẽ bằng 1. Thì nó ra 0,95. Thì cái này mình tra bảng. Còn bây giờ mình bấm máy.
Máy cho hay, tôi bấm bằng máy này đi. Thì đây nó sẽ có hai lần phi của 1,9594 trừ 1. Thì nó ra là 0,9499, làm tròn là 0,95, thấy không? Làm tròn 0,95. Thì đây là cái bài toán xác định cái độ tin cậy, thấy không? Bài toán xác định độ tin cậy. Nó liên quan đến bài toán ước lượng khoảng. Và cái bài toán tiếp theo là cái bài toán xác định kích thước mẫu. Thì một cái vấn đề nó đặt ra là cái bài toán xuất phát của nó đó. Bài toán xuất phát của nó tức là mình tìm cái khoảng tin cậy cho mi, tìm cái khoảng tin cậy gamma cho mi, nó sẽ là x ngang trừ e, x ngang cộng e như thế này. Thì cái sai số ước lượng cái e này nè, cái e này mình muốn cho nó không vượt quá cái epsilon. Bây giờ ta mong muốn như thế này, ta mong muốn cái độ chính xác này nó càng ngày càng nhỏ đi, thấy không? Thì càng ngày càng nhỏ đi có nghĩa là sao? Ví dụ như mình muốn ước lượng cái chiều cao trung bình của thanh niên, mình muốn ước lượng cái chiều cao, ước lượng chiều cao trung bình của thanh niên, nhưng mà mình ước lượng ra được một cái khoảng như thế này, thì nó ra được cái khoảng là một mét ba đến 2 mét. Thì cái khoảng này nó không có ý nghĩa gì cả. Mình ước lượng chiều cao trung bình thì mình nói những người đó là có chiều cao từ 1m3 đến 2m thì nó không có nghĩa. Bởi vì sao thì cái 2e lúc này nó sẽ bằng 2m trừ cho 1m3 thì nó bằng tới 0,7m. Và cái e này nó khá lớn. E này nó tới bằng 0,35. Tức là cái sai số ước lượng này cũng khá lớn. Đúng không? Cái sai số ước lượng này khá lớn thì cái khoảng ước lượng này nó không có ý nghĩa gì chứ. Giống như mình nói là mình đang ước lượng cái khối lượng của một con gà đó. Bạn hỏi một người hỏi này, cái con gà để giống đó là khối lượng trung bình khoảng nhiêu ta? Nó khối lượng trung bình khoảng từ nửa ký đến 3 ký. Nói vậy thì chết rồi, nói vậy thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Có nghĩa là khi mà mình nói cái khoảng ước lượng mà cái sai số ước lượng này nó quá lớn thì nó không có ý nghĩa. Nhưng mà khi mà mình muốn bóp cái khoảng cái sai số ước lượng này nó nhỏ đi, muốn cho nó nhỏ đi, thì bây giờ mình nhìn nhận thấy là khi mà cái độ tin cậy đó, cái độ tin cậy nó lúc nãy là cái lúc nãy mình muốn cho cái độ tin cậy này nó càng lớn. Dù lúc nãy mình lấy cái độ tin cậy là 95%, phải không? Để mình coi cái ví dụ này lại nè. Tôi lấy cái ví dụ này lại đi. Ví dụ mình ước lượng cái chiều cao trung bình của cái cây này thì cái độ tin cậy là 90%. Thì cái e này đó là nó sẽ bằng 0,19. Cái e này bằng 0,19. Đó. Bây giờ mình muốn lấy cái độ tin cậy cho nó đáng tin cậy hơn, tức là 95% đi. 95% thì lúc này cái e nó sẽ bằng cái gì? E nó bằng 1,96 nhân cho cái này là độ tin cậy 90% nè. Thì lúc này cái e nó sẽ bằng 1,6449 nhân cho cái số này, đúng không? Còn nếu mà độ tin cậy mình muốn tăng lên là 95% thì lúc này nó là 1,2059 rồi chia cho 10
thì cái sai số ước lượng nó tăng lên. Thấy không? Mình cái nếu mà cái độ tin cậy mà mình tăng lên á thì cái sai số ước lượng cái e này nó tăng lên, mà cái e này tăng lên thì nó không có ý nghĩa gì cả. Giống như kiểu mình ước lượng chiều cao của thanh niên Việt Nam, mình nói thanh niên Việt Nam có chiều cao trung bình từ 1m đến 2m thì nó không có ý nghĩa gì cả. Cho nên là nếu mà mình muốn cái e này nó giảm xuống, cái sai số này nó giảm xuống, sai số ước lượng này giảm xuống thì cái độ tin cậy nó lại giảm theo. Đó. Cho nên là nếu mà cái độ tin cậy giảm theo thì cái khoản ước lượng mình nó không có đáng tin cậy. Đấy. Thì mình tránh đường nào. Đó. Thì mình đặt lại vấn đề như thế. Thì bây giờ đó thì trong cái chỗ này nếu mà chúng ta muốn cái sai số ước lượng nó không vượt quá epsilon, không, nó không vượt quá cái epsilon, nhưng mà chúng ta muốn giữ nguyên cái độ tin cậy, muốn bóp cái khoảng muốn cái sai số ước lượng này nó không vượt quá epsilon nhưng mà vẫn giữ nguyên cái độ tin cậy gamma, giữ nguyên cái gamma. Bởi vì lúc nãy ta nói là nếu mà cho cái e này mà nó nhỏ hơn epsilon này thì bắt buộc cái gamma này nó sẽ giảm theo. Cho nên là nó phải giữ nguyên cái gamma thì bắt buộc mình phải tăng cái thước mẫu. Tại vì cái e mình nó sẽ bằng công thức này. Z alpha chia 2 nhân cho sigma chia căn n. Cái thằng này cố định rồi nè. Không? Bây giờ nếu mà mình giữ nguyên cái gamma nữa thì cái thằng Z alpha này cố định. Vậy thì mình sẽ khống chế cho thằng này nó bé bằng epsilon. Khống chế thằng này bé bằng epsilon thì mình sẽ suy ra được là căn n nó sẽ lớn hơn bằng Z alpha chia 2 nhân cho sigma chia cho epsilon. Vậy thì n nó sẽ lớn hơn bằng nguyên cái cụm này bình phương. Tất cả bình phương. Đấy. Thì mình sẽ được. Bây giờ mình muốn cái sai số ước lượng nó phải thỏa mãn cái yêu cầu này, giữ nguyên cái độ tin cậy gamma thì cái kích thước mẫu nó phải thỏa cái yêu cầu này. Vì thì mình bắt buộc phải tăng cái kích thước mẫu lên thì cái độ tin cậy mình vẫn giữ nguyên nhưng mà cái sai số ước lượng nó vẫn đảm bảo. Thấy không? Đó thì cho nên là nó sẽ xuất phát nó sẽ có cái bài toán tìm kích thước mẫu như thế này. Đó, thì các em xem cái bài toán xác định kích thước mẫu. Thì trong cái trường hợp trong cái trường hợp là ước lượng trung bình mà biết sigma đó thì cái mình muốn cái sai số ước lượng nó không vượt quá epsilon thì cái kích thước mẫu nó sẽ lớn hơn bằng Z alpha chia 2 nhân cho sigma chia cho epsilon. Cái này tất cả bình phương rồi. À. Thì mình sẽ có cái công thức như thế này. N1. Cái này mình gọi là N thôi cũng được. Thì trong trường hợp mà chưa biết sigma thì mình sẽ lấy cái mẫu thăm dò trước có kích thước N, rồi mình tìm cái độ lịch chuẩn mẫu S, là mình sẽ thay, tại vì lúc nãy mình nói bằng ước lượng điểm đó, thì cái phương sai mẫu là ước lượng điểm cho phương sai tổng thể, rồi độ lịch chuẩn mẫu là ước lượng cho độ lịch chuẩn tổng thể, đúng không? Cho nên cái sigma, cái S này có thể sắp xỉ được cho sigma, cho nên chỗ công thức 4.23 này mình có thể thay cái sigma bằng S vô thì mình sẽ tìm được cái kích thước mẫu. Thì đối với bài toán ước lượng tỷ lệ thì cũng tương tự cái chỗ cái S thì mình sẽ thay bằng cái căn bậc 2 của B ngang nhân 1 trừ B ngang thì mình sẽ được công thức 4.25 này. Còn nếu mà chưa có mình, cái này là có mẫu thăm dò nha. Còn nếu chưa có mẫu thăm dò thì mình sẽ thay cái B ngang 1 2. Thì đó là bài toán xác định kích thước mẫu trong cái ước lượng trung bình và tỷ lệ. Giờ tôi phân tích các ví dụ này. Ví dụ 1.4.17 khối lượng một cái chi tiết máy là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là sigma bằng 1,2
thì mình phải chọn ít nhất bao nhiêu chi tiết máy để điều tra. Nếu muốn độ chính xác của ước lượng là 0,3 và độ tin cậy là 95%. Độ chính xác. Độ chính xác tức là cái này là cái epsilon. Epsilon. Cái sigma này bằng 1/12 và cái gamma. Mà cái gamma này nó là bằng 0,95 thì cái z alpha chia 2 là bằng 1,96 đúng không? Đây mình tra bảng. Đó. Bây giờ mình gọi n là kích thước mẫu cần tìm thì mình phải dựa vào cái công thức. Công thức mà xác định cái thước mẫu mà biết sigma đó. Định cái thước mẫu biết sigma là cái công thức này. N1 lớn hơn bằng n chứ. Này n thôi. N n1 cũng được. Nhưng mà chỗ này thì mình ghi n đi tại chưa có mẫu thăm dò. Thì chỗ này đó là mình áp dụng công thức vô này. Z alpha chia 2 nhân cho sigma chia epsilon tất cả bình phương không? Thì thế số chỗ Z alpha này mình thấy 1,96 vậy nè. Rồi nhân cho gì? 1,2 chia cho epsilon là 0,3. Bình phương lên là 61,47. Nhưng mà n là số nguyên dương bé nhất cho nên mình chọn n bằng 62. Vậy thì mình cần điều tra 62 chi tiết máy. Cái ví dụ 4.17 này tôi ngừng ở đây một chút để cho các anh chị xem mà có thắc mắc gì mình trao đổi ha. Rồi cái chỗ này là chúng ta có cần trao đổi không ạ? 4.17 nè. Như 4.17 này chúng ta có cần trao đổi gì không?
không thì sang 4.18. Thì thống kê trên một mẫu trước đây thì tỷ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 90%. Thì để ước lượng tỷ lệ nảy mầm với độ tin cậy 95% và độ tin cậy, độ dài khoảng tin cậy không quá 0,02 thì phải gieo bao nhiêu hạt. Thì lưu ý là độ dài của khoảng tin cậy chính là 2 e, không, độ dài của khoảng tin cậy là 2 e, mà ở đây nó cho là 2 e này, 2 e này là không quá 0,02, tức là e là không quá 0,01, và cái 0,01 mình đặt là epsilon. Còn cái độ tin cậy là 95% thì mình sẽ suy ra được là cái độ tin cậy 95% thì suy ra được cái z alpha chia 2 là bằng 1,96, đúng không? 1,96. Đó là mình gắn vô công thức này thì N1 nó sẽ lớn hơn 1,96. Tại vì cái chỗ này mình bình phương lên á là nó mắc dấu căn. Có gì không con? Mình bình phương lên là nó mắc dấu căn, đúng không? Cho nên là chỗ này mình đem cái b ngang 1 trừ b ngang ngoài này, thì nó ra là 3457,44, không? Đấy, 3458 luôn. Đấy, mình đóng kiểm tra, bấm máy kiểm tra lại nè. Cái này mình phải bình phương lên. Rồi mình nhân cho 0,9. 1 trừ 0,9 là 0,1. Rồi tính cái này ra thì là 3457,44. Mà mình đang lấy N là số nguyên, N1 là số nguyên, nó lớn hơn số này, vậy là mình lấy 3458. Thì cái chỗ cái chương 4 này đó là tôi nhấn mạnh lại là nó sẽ, mình nhớ cái cách là cái bảng tần số tần suất, thấy không? Bảng tần số tần suất mình tính cái gì, tính cái giá trị, trung bình mẫu, ít ngang đó, và cái độ lệch chuẩn mẫu. Độ lệch chuẩn mẫu là hết ít, hết như thế nào. Thứ ba là mình phải nắm cái công thức là tìm cái khoảng tin cậy gamma cho mi, đó chính là ít ngang trừ e, ít ngang cộng e đó, ít ngang cộng e. Và cái e của mình nó bằng z alpha chia 2 nhân sigma chia căn n, hoặc là z alpha chia 2 nhân cho s chia căn n, hoặc là tn trừ 1 alpha chia 2 s chia căn n. Thì cái e nó sẽ tính theo ba công thức này. Vì cái trường hợp nào tính theo công thức nào thì mình phải xem lại, không? Và cái bài toán tìm độ tin cậy, tìm độ tin cậy, độ tin cậy gamma, rồi tìm kích thước mẫu. Thì ở cái chỗ chương 4 này mình lưu ý mấy cái vấn đề như thế. Rồi giờ mình xem cái bài tập 4.1 này. Chúng ta xem cái bài tập 4.1 ha, chúng ta sửa bài tập 4.1.
Thì chúng ta xem cái bài tập 4.1 lại ha. Đo chiều rộng đơn vị là cm của 10 sản phẩm được gia công ở cùng một máy. Thì người ta có cái giải số liệu như sau. Câu A là xác định các cái giá trị trung bình mẫu và phương sai mẫu. Lưu ý ha, cái chữ phương sai mẫu. Và câu B là tìm khoảng tin cậy 95% cho chiều rộng trung bình của mỗi sản phẩm trên. Thì biết rằng chiều rộng của mỗi sản phẩm là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn. Thì bây giờ tôi xin phép là trò nó có cái câu hỏi gì đây. Thì đo, còn câu B thì nó kêu mà khoảng tin cậy 95% cho chiều rộng trung bình của mỗi sản phẩm trên ha. Thì ở đây là nó biết rằng mỗi sản phẩm là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn. Thì mình sẽ giải. Thì câu A mình gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ cái gì, cái chiều rộng của một sản phẩm. Thì mình sẽ tính là giá trị trung bình mẫu. Giá trị trung bình mẫu x ngang nó sẽ bằng cái gì? Cái này mình dùng máy tính mình bấm ra. Bấm tính. Mod 61. Thì đối với cái bài này thì mình chỉ cần nhập cái cột x vô thôi. Cột x thôi. Thì cái số đầu tiên của nó là 14,2. Rồi 15,1. 15,1. 15,4. Ba số liệu rồi. 15,4 rồi tới 15,9. Sau khi mình nhập dữ liệu xong bấm AC ha. Rồi. Option tên xuống. Số 2, số 1, trung bình mẫu nè. Là 10 15,21. Rồi mình tính cái giá trị phương sai mẫu. Phương sai mẫu là mình ký hiệu là ở bình phương đó chị. Có hai cách bấm là mình bấm số 4 nè, hoặc là mình bấm số 5 mình thêm dấu bình phương ha, bấm số 4 luôn. Để này nó yêu cầu tính phương sai mẫu. 3699 0,3699. À, đề bài nó không yêu cầu tính độ lệch chuẩn mẫu nhưng mà mình cũng tính giá trị độ lệch chuẩn mẫu ra, bởi vì lát mình sử dụng câu B mà độ lệch chuẩn mẫu mình sử dụng cho câu B.
0,6082. Rồi, đó là mình đã giải xong cái câu A. Bây giờ này là tìm khoảng tin cậy 95% cho chiều rộng trung bình của mỗi sản phẩm trên. Thì cái bài này mình thấy là chỗ này là nó tuân theo luật phân phối chuẩn mà chưa biết độ lệch chuẩn. Không, phân phối chuẩn mà chưa biết độ lệch chuẩn. Thì mình nhớ là cái kiến thức của mình nè. Trường hợp số 2 là phân phối chuẩn chưa biết độ lệch chuẩn. Thấy không? Bây giờ tôi chưa lấy ví dụ về trường hợp này. Tức là tìm khoản tin cậy trong trường hợp mà phân phối chuẩn mà nó chưa biết độ lệch chuẩn đó. Thì nó là x ngang trừ e, x ngang cộng e, và e nó sẽ bằng tính bằng công thức này. Đúng không? X ngang trừ e, x ngang cộng e, và e nó tính bằng t n trừ 1 alpha chia 2 nhân s chia căn n. Về mình ghi là khoản tin cậy chín mươi lăm phần trăm cho chiều rộng trung bình của mỗi sản phẩm. Nó sẽ là x ngang trừ e, ngang cộng e, và mình sẽ ghi cái công thức lại. E bằng t n trừ 1 alpha chia 2 nhân cho s chia căn n. Mà t thì cái thứ mẫu mình n ở đây bằng n bằng 10 đúng không? Vậy thì n trừ 1 là 9, alpha là cái này là gamma là 95%. Như vậy thì alpha nó sẽ bằng nhiêu? 0,025. Đó, mình sẽ tra cái bảng số 2. Bảng số 2 là bảng như thế này các anh chị. Mình tra chỗ cái dòng của số 9. Cái dòng của số 9 không? Và cái cột của số là 0,025 không? Nó giao nhau thì nó ra số này nè, là 2,26222. Thì bây giờ mình sẽ lấy máy tính mình bấm cái này ra. Phải 4351. Thì bây giờ có e rồi, mình sẽ lấy tính x ngang trừ e. Ngang trừ e là bằng x ngang lúc nãy là 15,21 rồi. Trừ e 14,21.
7749. Và ít ngang cộng e. Hiện ra 15,6451. Bây giờ sau đó vậy mình kết luận vậy. Nó kêu là chiều rộng trung bình mỗi sản phẩm trên. Đơn vị của nó là cái gì? Đề bài nó cho đơn vị là cm. Đó. Bây giờ mình sẽ có cái bài giải bài tập 4.1 như thế. Rồi giờ chúng ta xem tiếp cái bài tập số 2 coi. Bài tập số 2 nè. Căn các cửa hàng. Loại 1 kg của cùng một loại hàng ở một siêu thị, người ta được cái số liệu như sau. Tính giá trị trung bình mẫu, giá trị phương sai mẫu và độ lệch chuẩn mẫu, giống như cái bài nãy. Rồi xác định khoảng tin cậy 95% cho khối lượng trung bình của một cửa hàng trên, biết rằng khối lượng đó là biến ngẫu nhiên tương theo luật phân phối chuẩn. Thì giống như cái bài 4.1 thôi. Thì cái bài này chúng ta tự làm thử coi. Ngày 4.2 ha, 4.2 là chúng ta tự làm. Về 4.3. Viết rằng tuổi thọ của một loại bóng đèn hình tivi có độ lệch chuẩn là 500 giờ. Nhưng chưa biết trung bình. Ngoài ra tuổi thọ của loại bóng đèn đó tuân theo luật phân phối chuẩn và khảo sát trên một mẫu gồm 15 bóng đèn trên, người ta tính được tuổi thọ trung bình là 8.900 giờ. Tìm khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn hình nói trên. Thì cái bài này nó có trong cái ví dụ ở trong cái ví dụ 1 lúc nãy. Thì chúng ta cũng tự làm ha. Bài 4.4. Một tổng thể ít có phân phối chuẩn, quan sát ngẫu nhiên một mẫu ngẫu nhiên kích thước 25, tính được trung bình mẫu là 15, độ lệch chuẩn 3, hãy ước lượng kỳ vọng bằng khoảng tin cậy 95%. Thì cái này mình tìm khoảng tin cậy thôi. Ha. Tức là cái chỗ này nó là ít ngang trừ e đó, ít ngang cộng e, và e thì nó sẽ bằng z alpha chia 2. Em xin lỗi, cái này là T chứ, cái này không có chuẩn. À, cái này biết độ lệch chuẩn rồi, cái gì này biết độ lệch chuẩn rồi, biết độ lệch chuẩn rồi. Thì cái chỗ này là E nó sẽ bằng là Z alpha chia 2 không?
nhân cho 3. Ủa này chưa biết độ lệch chuẩn chứ. À, xin lỗi, này chưa biết độ lệch chuẩn. Tôi nhập. Tôi giải cái bài 4.4 rồi. Quan kia tôi giải lại. Rồi 4.3 là nó có ở trong cái ví dụ rồi đó. Nhưng mà cái nãy ví dụ của mình là n bằng 35. Cái ví dụ không? Còn bài 4.3 này là chỗ này là n 15. Thì bây giờ cái bài 4.4 thì sao? Thì chỗ này là x là biến ngẫu nhiên của tổng thể, thì chỗ này thì nó có là x có phần phối chuẩn chưa biết sigma. Chưa biết sigma. Cho nên là cái khoảng tin cậy 95% cho mi đây là kỳ vọng của x, kỳ vọng của x là x ngang trừ e, x ngang cộng e, và e này nó sẽ tính bằng công thức là t n trừ 1 alpha chia 2 nhân cho s chia căn n t. Thì n của mình đây là 25 không, n bằng 25 thì n trừ 1 là 24, alpha chia 2 là 0,025. Thì bây giờ mình có chỗ này đó là gamma, tức là 1 trừ alpha, 1 trừ alpha bằng 0,95, vậy thì suy ra alpha bằng 0,05, vậy thì alpha chia 2 là bằng 0,025 đúng không? 0,025. Bây giờ mình thấy số vô nè. Bây giờ tra bảng. T là 20, cái số N là 24. Nè 24 nè. Và cái cột nó có cái số là 0,025. Cột này chiếu xuống. Chiếu xuống cái này. Thì nó ra là 2,0639 thôi. 2,0639. Nhân cho S thì ở đây là bằng nhiêu? S thì đề bài nó cho là 3, căn N là căn 25. Thì mình thế số vô. Chia 5 luôn. Căn 25 là 5. Thì này nó ra là 1,2383. Như thế này mình suy ra cái x ngang trừ e x ngang đây là 15 á, à, 13,7617 13 rồi x ngang cộng e luôn. Mười sáu phẩy hai ba tám ba. Và mình sẽ kết luận là vậy, khoảng tin cậy cần tìm là
Xong. Đây là cái bài 4.4 ha. 4.4. Điều giải đơn giản thế thôi. Bây giờ tìm khoản tin cậy thì mình nhớ ba công thức là phân phối chuẩn biết sigma là E nó sẽ bằng là Z alpha chia 2 nhân sigma chia KN. Rồi phân phối chuẩn chưa biết sigma thì E nó sẽ bằng T N trừ 1 alpha chia 2 nhân S chia KN. Và mẫu lớn thì E nó trở thành là Z alpha chia 2 nhân S chia KN là. Bài tập 4.4. Thì cái bài tập 4.5 đây là tìm khoản tin cậy nữa không, tìm khoản tin cậy là tất cả hai bài đều khoản tin cậy hết, mình tham khảo thêm. Bài 4.6 cũng là tìm khoản tin cậy luôn. Bài 4.7 là các anh chị xem kỹ cái bài 4.7 cho tôi, tại vì ở đây là nó có bài độ tin cậy đó, khoản tin cậy và độ tin cậy, thấy không? Bài 4.8 là nó có một cái ví dụ ở trong tài liệu, nhưng mà cái bài 4.8 này á, thì nó có cái bài xác định cái thước mẫu, thấy không? Dạ, tôi sẽ giải cái bài 4.7 đi. Giải bài 4.7. 4.7, 4.8. Chúng ta còn học nổi không ạ? Vẫn còn phải không? Vẫn được phải không? Dạ. Yeah. Theo dõi kịp không bạn Hiền? Dạ thì kịp đó thầy, nhưng mà tới lúc thi không biết có nhớ không thôi. Thôi thôi cố gắng lên để tôi giải thêm cái bài 4.7 nữa. Bây giờ một lô bút bi của cái xí nghiệp A nó sản xuất ra gồm 1.000 hộp mà mỗi hộp 10 cây. Bây giờ ở đây người ta kiểm tra ngẫu nhiên 50 hộp mà thấy có 45 cây bút hỏng. Bây giờ tìm khoản tin cậy 95% cho tỷ lệ bút hỏng và số bút hỏng của lô hàng. Thì với mẫu trên, nếu muốn ước lượng tỷ lệ bút hỏng có độ chính xác 1.5% thì độ tin cậy phải đạt là bao nhiêu? Thì đây mình sẽ gọi B là tỷ lệ bút hỏng của cái lô bút bi, lô hàng cũng được. Thì bây giờ mình có cái cỡ mẫu. Cỡ mẫu là ở đây là N bằng bao nhiêu? Người ta kiểm tra 50 hộp thì cỡ mẫu nó không phải là 50 mà cái đơn vị kiểm tra nó là cây. Cho nên là mỗi hộp là nó có 10 cây mà kiểm tra 50 hộp vậy thì nó có 500 cây, kiểm tra 500 cây. Cái tỷ lệ mẫu. Tỷ lệ mẫu là B ngang nó bằng 45 chia 500. Thế là 0.09. Bây giờ mình sẽ tìm khoản tin cậy 95% cho B. Thì ta thấy là cái điều kiện á,
ta có là n là lớn hơn 30, n nhân cho b ngang là nó cũng lớn hơn 5, rồi n nhân cho 1 trừ b ngang cũng lớn hơn 5. Nên là cái khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ bút hỏng của lô hàng là B ngang trừ E, B ngang cộng E. Và E này nó sẽ tính bằng công thức là Z alpha chia 2 đúng không? Nhân căn bậc 2 của B ngang, 1 trừ B ngang chia N. Thì bây giờ mình sẽ tính cái Z alpha này nó chia 2 như thế nào, thì cái độ tin cậy là độ tin cậy là gamma bằng nhiêu, thì ta có là gamma bằng 1 trừ alpha bằng 0,95. Vậy thì ở đây là alpha chia 2 bằng 0,025. Vậy thì Z alpha chia 2 bằng Z 0,025, và cái này nó bằng 1,96 không? Thì bây giờ có 1,96 mình thế vô mình tính, mình suy ra E nè, suy ra E bằng 1,96 nhân cho căn bậc 2 của B ngang là 0,09 không, 1 trừ 0,09 tất cả chia cho 500, N là 500 phải không. Thì này mình lấy máy tính bấm ra. Nhân cho căn bậc 2 0,09 1 trừ 0,09 đóng ngoặc lại chia cho 500, kết quả là 0,0251. Rồi bây giờ có E rồi, mình sẽ tính cái B ngang trừ E. B ngang trừ E. B ngang là 0,09 thôi. B ngang. Thì đây là 0,09 nè. Trừ ra là 0,0649. 0,0649. Và B ngang cộng E. B ngang cộng E là chỗ này mình sửa thành dấu cộng nè, chỗ này dấu cộng này là 0,1151, 0,1151. Vậy thì mình kết luận là khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ bút hỏng. Là 0,0649 đến là 0,1151. Nhưng mà ở câu A này nó yêu cầu tới hai cái là số bút hỏng của lô hàng. Thế thì nếu mà mình gọi, nếu gọi M là số bút hỏng, số bút hỏng của lô hàng
thì mình sẽ có là B nó sẽ bằng M chia cho 10.000. Tại sao mà B nó bằng M chia 10.000? Tại cái lô bút này nó có 1.000 hộp, mà một hộp 10 cây, tức là tổng cộng nó có 10.000 cây. 10.000 cây mà cái tỷ lệ bút hỏng thì nó sẽ bằng là gì? Số bút hỏng là chia cho tổng số bút, đúng không? Mà mình thấy cái B này nó nằm trong khoảng này nè, đúng không? Thì với độ tin cậy 90%, độ tin cậy 95%, 95% thì ta có là M chia cho 10.000 này nó nhỏ hơn 0,1151, đúng không? Và nó lớn hơn là 0,0649. Nên mình sẽ suy ra được là M nó sẽ lớn hơn. Mình nhân hai vế cho 10.000, đúng không? Nhân hai vế cho 10.000 thì nó sẽ lớn hơn 649 cây. Nó nhỏ hơn là 1.151. Vậy thì suy ra là số bút hỏng, số bút hỏng của lô hàng, của lô hàng là từ 649 cây đến 1.151 cây. Cái này là kết luận ở độ tin cậy là 95%, tin cậy 95%. Đấy, thì ở đây mình đã ước lượng cho cái tỷ lệ bút hỏng và số bút hỏng của lô hàng, đó là xong câu A. Đúng chưa? Bây giờ câu B là nó muốn ước lượng tỷ lệ bút hỏng với độ chính xác là 1,5 thì cần đạt độ tin cậy là bao nhiêu? Độ chính xác là cái E đó, E là 1,5%. 1,5% thì mình quy ra là nó 0,015. Thì ở câu B giờ mình sang câu B. Ở câu B nếu mà B thì câu B thì cái E là nó cho bằng 1,5%, tức là 0,015, đúng không? 0,015. Và nó hỏi là độ tin cậy là bao nhiêu? Thì lúc này cái độ tin cậy, thì công thức đến độ tin cậy nó là gamma nó bằng là 2 phi E căn N chia căn bậc 2 của B ngang, 1 trừ B ngang, tất cả trừ cho 1, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình thấy số vô nè. Phi E là 0,015 căn N, tức là căn của 500, rồi chia căn bậc 2 của 0,909, 1 trừ 0,09, tất cả này mình đem đi trừ cho 1 thì lúc này nó ra nhiêu. Để coi rồi mình tính cái số trong ngoặc trước đi. Nhân cho căn của 500 rồi chia cho căn bậc 2 là 1,172, tức là 1,172, hai lần phi của 1,172 trừ 1. Và bây giờ mình bấm máy tính ha, chế độ thống kê nè, option nè, mũi tên xuống nè, số 4, số 1, 1,172, mà mình đang tính hai lần phi của này mới trừ 1, phải không? Hai lần phi của này là trừ 1,
thì nó ra là 75,88 bằng 7588, 0,7588 không? Này nó ra 0,7588. Vì kết luận là độ tin cậy cần tìm là thì đó là cái bài số 4.7, bài 4.7. Thì buổi hôm nay thì tôi ôn tới đây ha. Thì hẹn các anh chị vào ngày mai 7 giờ sáng thì chúng ta tiếp tục làm việc. Dạ. Bye bye thầy. Rồi chào các em. Dạ bye bye thầy. Rồi bye bye.